chương 31, đòn kiên tinh. Lâm ngữ bọn người đang ngủ ngon, nhưng mà có người lại trắng đêm khó ngủ. Quả nhiên bộ dáng không sai biệt lắm. Tuyệt đối là hắn không chạy. Trường hải chức viện bên cạnh một cái trung chuyên ký túc xá, một tiểu mập mạp thần sắc phấn chấn nhéo nhéo mập vì nắm đấm, trên mặt bị màn hình laptop tán phát quang mang phản chiếu hiện lam. Mà máy vi tính của hắn trên màn hình, rõ ràng là hai cái đã tạm dừng video cửa sổ, hắn bên trong một cái là lâm ngữ trước kia thượng truyền tự chế xương vỏ ngoài video, một cái khác thì hơi có vẻ mơ hồ, là vừa vặn tại phụ cận dùng di động đập tới. Hai cái video hình tượng đều như ngừng lại một đôi quyền sáo toàn cảnh phía trên. Giang hết tết viết. Cứ việc cả hai tại các loại chi tiết phương diện có không ít biến hóa, nhưng quyền sáo phía trước kia cơ sở tạo hình lại là không có biến. Luôn không khả năng còn có hai người tại đồng thời lấy giang hết quyền sáo làm nguyên mẫu chế tác xương vỏ ngoài giáp tay, hơn nữa còn vừa vặn bị hắn nhìn thấy, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đạo cụ sư, tuyệt đối là đạo cụ sư, ha ha, ta liền biết hắn nhất định còn cất giấu thăng cấp bản nhìn ta lúc này không đánh sưng mặt của các ngươi. Kính mắt tiểu mập mạp hưng phấn khoa tay múa chân, thật nhanh đăng ký mình bê trạm tài khoản bắt đầu công bố video. Bởi vì hình thể mập mạp thành tích cũng rất kém cỏi, hắn từ nhỏ đã có một ít quái gở cùng tự ti, ngày bình thường chỉ thích một mình nhìn xem anime tiểu thuyết, lại hoặc là nghiên cứu một ít lập trình, video biên tập, thủ công chế tác các loại cảm thấy hứng thú kỹ năng. Dùng trên internet tương đối thông tục lời nói tới nói, hắn có lẽ cũng coi là một cái dân kỹ thuật, chỉ bất quá mỗi hạng đều chỉ là lướt qua liền thôi mặc dù không tin thông, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, từ khi mấy tuần trước ngoài ý muốn thấy được bê trạm cái trước tên là đạo cụ sư Úc chủ chế tác thuẫn búa mô hình về sau, hắn liền thuận tay chú ý khả năng này, đồng loại. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đạo cụ sư chỉ là làm một chút mô hình cốt play đạo cụ mà thôi, ai ngờ sau đó cái này không có danh khí gì Úc chủ lại ngay cả ngay cả cho hắn mấy cái kinh hỉ lớn. Triệt để hoàng nguyên quái săn trò chơi kim loại thuẫn búa. Có thể tiến hành hoạt động, ngoại hình thiết kế cũng 10 phần tinh xảo hoàng nguyên gian hết tết Còn có, thăng cấp bản, chân chính cổ có nhất định xương vỏ ngoài hiệu quả quyền sáo. Mỗi một hạng cơ hồ đều hoàn mỹ thỏa mãn hắn yêu thích cùng ảo tưởng, mỗi một cái video đều có thể thấy cảm xúc bành trướng. Lúc ấy hắn liền cảm thán, đây mới thật sự là dân kỹ thuật, nếu là đổi lại cổ nhân, có lẽ đều muốn đến một câu đàn ông phải cơ nờ thế. Mấy cái video xuống tới, để hắn trở thành chủ đạo cụ sư trung thực phan hâm mộ, mỗi ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền là đổi mới bê trạm áp chú ý nhắc nhở, Nhìn xem đạo cụ sư có hay không đổi mới. Đương nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng, đó chính là tại xương võ ngoài quyền sáo video bình luận khu thay đạo cụ sư ứng đối những cái kia ý nghĩa đảng, bình xịt, hắc tử, đòn kiên tinh. Cái gì loại vật này có ý nghĩa gì, loại vật này cũng liền nhìn xem, không có năng lực thực chiến, chỉ là cái mánh lới vân vân. Nơi nào đều không thiếu thốn những này đòn kiên tinh bình xịt. Hắn mỗi ngày làm nhiều nhất đồng thời làm không biết mệt sự tình liền là chọc những người này tốt à, a trình độ nào đó mà nói, chính hắn cũng có thể xem như một cái đòn khiên tinh, điểm ấy hắn thừa nhận. Nhưng là phun ta thích úp chủ liền là không được. Mà lại hắn cũng tin tưởng vững chắc, đạo cụ sư khẳng định còn có có năng lực thực chiến thăng cấp bản quyền sáo, lại hoặc là tương lai có thể làm ra thăng cấp bản quyền sáo. Trước đó làm thuẫn bố thời điểm đạo cụ sư chẳng phải hôm sau lập tức lấy ra kim loại bản đánh mặt sao, gian hết tết viết mô hình video phát sau khi đi ra cũng giống như vậy, hôm sau liền lấy ra có thể vô lấy sách kéo xương vỏ ngoài giáp tay, bằng cái gì không thể nào lại làm ra lợi hại hơn. Ông cái này tâm lý, hắn kiên định chịu đựng đạo cụ sư, dựa vào các mạng ban cho dũng khí, mỗi ngày đều muốn đấu trí cao khẩu chiến bày nhau mấy canh giờ. Đáng tiếc liên tiếp thời gian dài như vậy, đạo cụ sư cũng không đối những cái kia đòn khiên tinh phát biểu đáp lại, thậm chí cũng không lại đổi mới xương võ ngoài quyền sáo Siri. Ngược lại không làm việc đàng hoàng đi làm thẻ bài đại sư video. Thời gian dần trôi qua, quyền sáo bình luận khu đòn khiên tinh khí diễn càng ngày càng phách lối, hắn cải lại cũng biến thành càng ngày càng bất lực, bởi vì các loại lý do chân đứng không vững, ngược lại là hắn bị rất nhiều người đánh rất thành đòn khiên tinh, ở giữa biệt khuất cùng lòng chua xót há lại văn tự có thể hình dung. Nhưng bây giờ thì khác, các ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Không phải nói đạo cụ sư chỉ là người bình thường, không làm được chân chính xương vỏ ngoài sao? Không phải nói đạo cụ sư hết thời sao? Chứng cứ ngay ở chỗ này, bằng chứng video, đánh sưng những cái kia đòn khiên tinh mặt, rửa sạch quan khuất mở mày mở mặt đúng vào lúc này. Đợi rất lâu, Mãi cho đến đêm khuya, toàn bộ video mới một tia không hớt tóc hoàn chỉnh truyền thâu đi lên. Nhìn xem truyền thâu thanh tiến độ xê dịch đến trăm phần trăm một nháy mắt, tiểu mập mạp cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, phản phất cả người đều thăng hoa, tự hồ thành chính nghĩa sứ giả mang đến trên trời rơi xuống chính nghĩa. Đương nhiên, hiện tại còn không phải hưởng thụ vui vẻ thời điểm. Nhìn cái này, giống hay không đạo cụ sư làm quyền sáo. Ta đã sớm hoài nghi nói cổ sư phát ra tới chỉ là lúc đầu tác phẩm, cùng các ngươi nói còn không tin. Tới tới tới, những cái kia nói đạo cụ sư không làm được thực chiến tính xương vỏ ngoài lại hoặc là không có ý nghĩa mau đưa mặt đụng lên đến để bàn da rút mấy bàn tay còn có mấy cái kia nói phải ngã lập tiêu chảy còn giữ lời không gian hết tết viết thực chiến thuần điện thoại quay chụp toàn bộ hành trình không tu đòn khiên tinh nhóm các ngươi còn có lời gì nói phát động thái chia sẻ video đạo cụ sư các loại cùng hắn tranh chấp đòn khiên tinh ngón tay tại bản bút ký trên gõ đến nhanh chóng lại thô lại mập ngón tay bột phát ra khó có thể tưởng tượng tính linh hoạt tất cả trình tự làm việc một mạch mà thành bất quá một lát liền đã mấy đầu động thái phát ra. Hai mập tắt đèn đi ngủ a à, cười đến bị ổi như vậy lại tại xem phim chú ý một chút ảnh hưởng được không chúng ta còn ở đây. Tiểu mập mạp mấy cái bạn cùng phòng không nhịn được thúc giục ta nhìn chính là đứng đắn video Tiểu mập mạp có chút tức giận ngẩng đầu lập tức lại đem nổi nóng chi sắc cưỡng chế đi đứng dậy đem phòng ngủ đèn đóng lại không để ý màn hình quang mang chói mắt bưng lấy bản bút ký nằm lại trên giường của mình đi ngủ không tồn tại đêm nay ta muốn phấn chiến đến bình minh nhìn những cái kia đòn khiên tinh bình xịt còn có lời gì nói tiểu mập mạp lần nữa dấn thân vào chiến hỏa bên trong qua năm quan chém sáu tướng khẩu chiến bày nho tối nay hắn chú định trắng đêm không ngủ cũng đem để càng nhiều người trắng đêm không ngủ lâm ngữ bản nhân đang ngủ ngon mảy may không biết một trận tồn tại ở trên internet gió tanh mưa máu do hắn mà ra đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng từ tinh tinh chi hỏa biến thành liệu nguyên chi thế tiểu mập mạp đưa tới một đống lớn đêm khuya chưa ngủ đòn khiên tinh cùng ăn dưa người qua đường đồng thời phát ra điểm tán các loại hạng nhân khí số liệu điên cuồng tăng vọt, sau đó cái này một ít nhân khí số liệu cùng chiến hỏa cũng theo đó lan tràn đến Lâm Ngữ bản thân ID cùng video phía trên. Bất quá chờ hắn biết được những này thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Chương 32, Phan Hâm mộ tăng vọt. Muốn lên được sớm có hai loại biện pháp. Đối với tự hạn chế người mà nói, ngủ sớm liền có thể sáng sớm. Đối với học cạn bả mà nói, không ngủ mới có thể sáng sớm mà lâm ngữ thân là một cái chính đang theo đuổi hướng tự hạn chế người chuyển biến học cặn bã, bởi vì tối hôm qua ngủ được hơi sớm, cho nên vẫn là tại điện thoại đồng hồ báo thức liền vang mấy lần sau mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở ra mông lung con mắt, hắn chuyện thứ nhất liền là theo bản năng tại gối đầu bên cạnh tìm tòi lên điện thoại di động, tìm được về sau quể oải giải tỏa lật nhìn lại. Bất quá tay máy móc vừa giải tỏa, hắn nhập nhèm buồn ngủ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cả người phản phất mộng đồng dạng từ trên giường đạn ngồi mà lên. Chim cánh cục tin tức, 99. Chat tin tức, 99 Tình huống như thế nào? Đạn ngồi xuống lâm ngữ có chút không hiểu được, đầu tiên là mở ra thường dùng nhất Chat, một mảng lớn bức tử ép buộc chứng điểm đỏ lập tức đập vào mi mắt, nhìn người liên hệ, rất nhiều thậm chí đều là đã vạn năm không liên lạc qua đồng học. Họa tàu, lão lâm, ngư bức A Mở ra phía trước nhất một tin tức, không đầu không đuôi một câu, thấy lâm ngữ có chút không hiểu thấu. Lại nhìn cái khác, cơ bản đều là không sai biệt lắm lời nói ngữ ngẫu nhiên một chút danh tự đều có chút ấn tượng mơ hồ người mới sẽ đến trên một câu, đây là ngươi không? Thường thường tại những này hỏi thăm cuối cùng, sẽ còn mang lên một đầu chia sẻ kết nối, nhìn chia sẻ miêu tả hẳn là bê trạm video. Lâm ngữ tiện tay tìm một cái kết nối điểm đi vào, điện thoại cũng tự uy chắc giao diện tự động nhảy chuyển đến bê trạm áp một cái video giao diện. Khi ảo tưởng gián lâm hiện thực, đạo cụ sư đầu đường đại chiến giặc cướp, máy móc xương vỏ ngoài uy lực bạo tạc. Xem xét video tiêu đề, lâm ngữ tự hồ rõ ràng xảy ra chuyện gì phát ra video xem xét, quả nhiên, có người vậy mà toàn bộ hành trình quay chụp chuyện tối ngày hôm qua. Ban đầu là gầy còng trung niên nhân từ siêu thị tông cửa xông ra, bảo an một đường truy đuổi, thẳng đến bị hắn một quyền co, sau đó vùi đầu chạy trốn, một giây đều không lọt. Đồng thời thật vừa đúng lúc, người này lại còn là chú ý hắn phan hâm mộ, nhìn danh tự còn nhìn rất quen mắt, tự hồ là hai nhóm đòn khiên tinh đại quân bên trong trụ cột vững vàng. Người này đem video hướng bê trạm một phát, lại đến một đoàn đòn khiên tinh, như thế rất tốt, toàn bộ video trực tiếp biến thành chiến trường, nhiệt độ cũng từ từ dâng đi lên, còn có to to nhỏ nhỏ úp chủ phát chia sẻ động thái chính là đến đi suốt đêm video cọ nhiệt độ, trực tiếp đem cái video này đẩy lên toàn đứng ngày đứng hàng thứ nhất, trong màn đạn các nói xôn xao, có thổi phòng, cũng có chất nghi là bày quay, đặc hiệu. T. Lâm ngữ tranh thủ thời gian lật đến mình người giao diện, lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh. Chú ý nhân số 70 vạn. Trong vòng một đêm trướng phấn gần 50 vạn mà lại bê trạm đổi mới động thái thời điểm là sẽ nhắc nhở ngươi tăng nhiều ít fan hâm mộ, bình thường mỗi lần đổi mới có cái hai ba mươi cái liền khó lường, nhưng bây giờ vẹn vẹn cách một sát na liền có thể cà ra hàng trăm hàng ngàn fan hâm mộ số, hơi thời gian dài trên một điểm vạn cũng có thể. Ngu ngơ thật lâu, đổi mới vô số lần, lâm ngữ mới từ phạm tiến trúng cử trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, cái thứ nhất dâng lên suy nghĩ liền là, phát đạt. Có fan hâm mộ liền có phát ra lượng, có phát ra lượng liền có tiền thù lao, càng quan trọng hơn là còn có vật phẩm thăng cấp kinh nghiệm hiện tại hắn chế tác kém xương vỏ ngoài giáp tay video phát ra lượng đã đạt đến kinh khủng hơn 400 vạn, liên đới lấy thuẫn búa, nữ thần may mắn đang mỉm cười các cái khác video cũng có khác biệt trình độ tăng vọt, đồng thời còn chỗ đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. B Bê trạm toàn bộ toàn đứng ngày trên bảng xếp hạng hiện nay đều đã bị bá bản, đầu tiên là xương vỏ ngoài đại chiến giặc cướp, tiếp theo liền kém xương vỏ ngoài, gian hết tết viết chờ lâm ngữ gần nhất chế tác video, còn lại cũng lấy tương quan video chiếm đa số tỉ như mấy cái cọ nhiệt độ đi suốt đêm chế ra đạo cụ sư xương vỏ ngoài phân tích luận đạo cụ sư xương võ ngoài năng lực thực chiến vân vân thô sơ giản lược tính toán vẻn vẹn xương võ ngoài giáp tay một cái video liền có thể mang đến cho hắn hơn một vạn khối thu nhập đây vẫn chỉ là tiếp theo tiền tài phương diện nhu cầu của hắn có lẽ còn không như vậy bức thiết nhưng vật phẩm thăng cấp kinh nghiệm cũng tuyệt đối là hắn trước mắt cấp thiết nhất muốn đồ vật hôm qua liên tục gặp được gầy còn trung niên cùng hứa triều dương hai cái này thức tỉnh dị năng giả hắn hiện tại đối linh khí khôi phục đã triệt để không báo bất luận cái gì hoài nghi cùng may mắn mặc dù không rõ sở hậu tục thế cục lại biến thành cái dạng gì, nhưng vào lúc này tăng thực lực lên tự vệ khẳng định là không có sai. Đông đông đông. Lâm ngữ đang chuẩn bị nhìn xem PM, chọn mấy cái hồi phục một chút, kết quả cửa túc xá liền bị gõ vang. Trong lúc lơ đẳng liếc mắt mắt trên điện thoại di động thời gian, vừa vặn 8 giờ đúng, gõ cửa người phản phất là sớm đã chờ đợi tại ngoài cửa, bóp chuẩn thời gian bắt đầu gõ cửa. Nhất niệm xẹt qua, Lâm ngữ trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt mấy lần. Nổi danh đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng càng nhiều chú ý độ cũng mang ý nghĩa dị năng của hắn sẽ có càng lớn khả năng bại lộ không phải là tra đồng hồ nước a à. lâm ngữ rón rén đi đến cửa túc xá trước từ mắt mèo bên trong nhìn ra ngoài cửa một chút lập tức lại trầm tĩnh lại mang theo tự dễu mỉm cười cười một tiếng gõ cửa chỉ là sát vết mấy cái phòng ngủ bạn học cùng lớp mà thôi xem ra là ta thảo một giai binh quyền sáo chỉ là máy móc sản phẩm cùng dị năng nhưng kéo không lên cái gì liên hệ nào có dễ dàng như vậy tra đồng hồ nước lâm ngữ lắc đầu mỉm cười động thủ mở cửa phòng ra. Ngoạ tàu, lão lâm, ngư bức A. Mấy cái đỉnh lấy đầu ổ gà, trong mắt vàng vện tia máu đồng học vừa nhìn thấy lâm ngữ, liền là một câu hắn đã tại uy chắc thượng kháng vô số lần lời nói. Lão lâm, ngươi trên nóng lục phát ngươi biết không? Lão lâm, xương vỏ ngoài đâu? Xương vỏ ngoài đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Bốn năm người hào hứng tràn vào, một bên báo tin vui một bên không kịp chờ đợi hỏi tới xương vỏ ngoài quyền sáo mà lại cực kỳ hiển nhiên nó mục đích còn là lấy khả năng thứ hai là chủ yếu, xem ra sợ không phải cũng chờ một cái suốt đêm lâm ngữ gặp bọn họ như thế nô nức tấp nập cũng không tiện cự tuyệt lại thêm khí động quyền sáo trên thực tế cũng không có cái gì không thể gặp người đồ vật dứt khoát cũng tùy ý bọn hắn đi tranh đoạt nháo đằng ai vậy sáng sớm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo hứa triều dương mấy người bọn hắn cũng bị mấy người kia thanh âm đánh thức bắt đầu vẫn là đầy bụng rời giường khí gầm thép nhưng lập tức cũng kích động gia nhập tranh đoạt đại quân cốt tại mọi người hào hứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh bởi vì lâm ngữ lấy không có cách nào thổi phòng lý do không để bọn hắn ra quyền, bởi vậy đám người đổi tay treo đùa nửa giờ, cảm giác mới lạ thối lui về sau cũng liền riêng phần mình về phòng ngủ của mình ngủ bù đi. Má, làm sao chỉ quay một đoạn này, liền không đập tới ta anh dũng dáng người. Những người này thật không có ánh mắt đi. ồn ào người sau khi đi, hứa triều dương lập tức tràn ngập mong đợi nhìn lên từ trong miệng vài người biết được bạo lửa video, sau khi xem xong sắc mặt liền lôi kéo được xuống tới. Ngươi hẳn là may mắn không đập tới, không phải vừa mới liền là một đám người muốn cướp ngươi bí tịch võ công. Lâm ngữ cười, tại bí tịch võ công, bốn chữ trên có thể tăng thêm một chút ngữ khí. Chương 33, lên TV. Cũng thế. Nghe được lâm ngữ hứa triều dương tâm tình mới tốt hơn nhiều, lẩm bẩm khẽ gật đầu, lại nói, đúng rồi, ngươi không phải phàn nàn không ai tìm ngươi đánh quảng cáo sao. Nhìn PM đi, hiện tại tuyệt đối có một đám người liên hệ ngươi. Ta cái này có tính không 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết, Lâm Ngữ nghe vậy cười cười, như nói lật nhìn lên PM nhắn lại, đợi một hồi lâu mới đưa lít nha lít nhít tin tức cà ra. Đại bộ phận là hỏi khí động quyền sáo, có là hỏi thăm ra không bán ra, có là thúc hắn tranh thủ thời gian đổi mới thăng cấp bản quyền sáo video, bất quá cũng có trọn vẹn một phần ba tin tức đều là các loại quảng cáo hợp tác. Các loại võng hồng đồ ăn vặt, thường ngày vật dụng, điện thoại app, chính là đến là điện tử sản phẩm, ô tô các loại, cái gì cần có đều có, trong đó có chút rất nhiều kỳ hoa thương phẩm, quả thực để lâm ngữ mở rộng tầm mắt tỉ như nào đó nồi lẩu nhãn hiệu cùng đồ trang điểm liên hợp ra nồi lẩu son môi, kem đánh răng, nào đó bánh kẹo công ty ra trà sữa, kem ly các loại, các loại kỳ hoa vượt lĩnh vực liên hợp, nhìn thấy người dở khóc dở cười. Ha ha, Lạc Thiên theo khoản di mụ khăn, người đáng giá đại ngôn. Hứa Triều Dương đem đầu bu lại, bắt đầu còn tại chế nhạo trêu chọc, nhưng rất nhanh liền không cười được. Ngoại tàu, 20 ô tô cũng tìm ngươi quay quảng cáo. Tham quan thái nước nhà máy. Miễn phí xuất ngoại du lịch còn có tiền cầm A, dựa vào, cái này đãi ngộ cũng quá tốt rồi a à. lâm ngữ từng đầu PM mờ lật qua hứa triều dương con mắt bạo nổi lên ước ao ghen tị lộ rõ trên mặt càng làm cho hắn nhất cả trứng còn ở phía sau lâm ngữ lật xem qua đi từng cái hồi phục đồng thời hồi phục đều cực kỳ nhất trí tạ ơn gần nhất tương đối bận rộn tạm thời không có thời gian ta sát lão tam ngươi làm gì ra giá 12 vạn a à, ngươi đây đều cự tuyệt còn có cái này miễn phí du lịch ngươi ngủ phủ đi nhìn thấy lâm ngữ động tác hứa triều dương đều tức giận thay hắn đau lòng những này bị cự tuyệt, hợp tác bên trong nhưng có không ít đều là đãi ngộ cực độ phong phú. Không, ta rất thanh tĩnh. Lâm ngữ lắc đầu, lúc này xuất ngoại du lịch. Ngại mình mệnh quá dài sao? Mà lại ta gần nhất cũng xác thực không thời gian, rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn có lẽ có rất nhiều thói hư tật xấu, nhưng lại cũng có một cái ưu điểm, đó chính là lý tính cao hơn cảm tính. Nhân sinh tám khổ một trong lạc cầu không được, không ai tìm hắn quay quảng cáo video lúc hắn tự nhiên sẽ âu sầu trong lòng thật là cho tới bây giờ một đống quảng cáo hợp tác để hắn chọn hắn lại đem lợi và hại thấy phi thường rõ ràng tiền tài cực kỳ mê người nhưng bây giờ việc cấp bách lại là tăng lên năng lực tự vệ đừng nhìn hôm qua có thể một quyền co rơi người dị năng giả kia tiểu thâu nhưng vậy chỉ bất quá là nhân lúc người ta không để ý mà thôi tính toán đâu ra đấy khí động xương vỏ ngoài cũng chỉ là đánh người nắm đấm lực lượng tăng cường một chút thôi hắn tự thân vô luận là ý thức phản ứng hay là thân thể tố chất hết thảy đều chỉ là người bình thường trình độ Lần này gặp được một cái khí lực lớn, dị năng giả có thể hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu như gặp phải chính là một cái có chuẩn bị dị năng giả đâu? Lại hoặc là mì tôm sống đúng là súng ống chờ công kích từ xa đâu. Đối diện với mấy cái này, hắn cùng người bình thường kết quả không có chút nào chênh lệch, đều là một bông hoa gạo sống sự tình. Tiếp thương vụ hợp tác, trừ phi là đặc biệt phù hợp có thể trực tiếp cắm vào, không phải đều là muốn cố ý đi viết văn án, để video chủ đề dán vào quảng cáo, hiện tại hắn vô cùng cần thiết tiếp tục tăng thực lực lên căn bản sao thời gian cùng tinh lực đi phân tâm làm những thứ này. Hôm qua tại triệu tiểu lộc kia thỉnh giáo một phen, hắn đối với mình mạnh nhất học bá hệ thống, tư tưởng đã dần dần làm rõ, hiện tại chủ yếu nhất liền là đem học bá hệ thống làm được trị liệu mình học cạn bã ung thư, sau đó học tập một chút máy móc thiết kế loại hình tri thức đi phá giải quyền sáo cùng chế tác cái khác trang bị. Đương nhiên, kể một ngàn nói một vạn, trên bản chất mà nói vẫn là những này quảng cáo không thích hợp mà thôi, thời gian không thích hợp, đề tài cũng không thích hợp, nếu có vừa vặn có thể cùng hắn kế hoạch góp được, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý thuận tiện vừa cơm về cự gần nửa giờ tin tức nhìn xem pm nối liền không dứt bắn ra lâm ngữ cuối cùng tỉnh ngộ lại hiện nay lại giống như kiểu trước đây mỗi cái đều hồi phục đã không thực tế nhất định phải học hội cao lạnh lúc này hắn liền trực tiếp thối lui ra khỏi pm giao diện tìm tới video bình luận khu chuẩn bị thống nhất hồi phục một vài vấn đề sau đó phát cái động thái bê trạm mỗi cái video phía dưới đều có nhắn lại bình luận bản khối chỉ là tương đối càng nhanh gọn trực quan video mưa đạn bình luận khu liền không như vậy được hoan nghênh bình thường nhắn lại cũng sẽ không quá nhiều bất quá bây giờ hai cái quyền sáo video phát ra lượng đều tại trăm vạn trở lên bình luận tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi nơi nào ban đầu cơ bản đều là hỏi thăm xương võ ngoài đại chiến giặc cướp trong video có phải là hắn hay không xương võ ngoài làm sao thế nào đằng sau thì dần dần biến thành thống nhất lời nói tốt a à, ta là ta trước đó ngôn luận xin lỗi bất quá chó Úc, đã nói xong đánh mặt đâu còn không đem mới nhất bản phát lên da mặt của ta đã đói khát khó nhịn. Chó Úc, đã nói xong đánh mặt đâu? Chó Úc, đã nói xong đánh mặt đâu? Có câu lời nói được tốt, nhưng loại bản chất đều là máy lặp lại, mà tại bê trạm cái này một nhóm thích chơi ngạnh thụ chúng càng là máy lặp lại bên trong máy lặp lại, đằng sau cơ hồ đều biến thành bảo trì đội hình thống nhất cách thức. Tổng kết lại liền hai chữ, thúc canh. Đối với cái này, Lâm Ngữ cũng hóa dùng nhân loại một quyển khác chất tiến hành thống nhất hồi phục, cô cô cô. Cô cô cô. Sau đó lại thống nhất hồi phục chút ít vấn đề, lâm ngữ liền để điện thoại di động xuống đứng dậy rửa mặt đi ra ngoài ăn bữa sáng cho mượn chu kiệt laptop bắt đầu ghi chép từ bản thân học bá hệ thống cấu tứ áp dụng trị số kích thích len ken lâm ngữ ngươi tại micro -bông phát hỏa tiến hành len ken người này phải ngươi hay không vừa mới chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc lâm ngữ chim cánh cục cùng bi chắc liền vang lên không ngừng mỗi gõ ra mấy dòng chữ liền thỉnh thoảng có mấy cái tin đụng tới ta biết ta phát hỏa không cần đang nhắc nhở bị buộc rơi vào đường cùng, Lâm Ngữ chỉ có thể đem các loại xã giao phần mềm hết thảy rời khỏi tài khoản, thế giới mới lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Nhưng mà phần này thanh tĩnh vẫn như cũ không tiếp tục bao lâu, giữa trưa 12 giờ, điện thoại di động của hắn lại lần nữa vang lên. "Con trai, ngươi lên tivi." Điện thoại vừa tiếp thông liền là lão mụ kia ngạc nhiên kêu to, Lâm Ngữ yên lặng đưa điện thoại di động chuyển đến ly nhĩ đóa hơi xa một chút. Nghe xong lão mụ kia không đầu không đuôi lộn xộn miêu tả, hắn mới hiểu rõ tình trạng, đồng thời có chút dở khóc dở cười tối hôm qua gầy còn trung niên nhân bị bắt hơn nữa lúc ấy động tỉnh cũng có chút lớn bởi vậy có tỉnh đài phóng viên đi siêu thị bên kia phỏng vấn cái gọi là lên tivi trên thực tế chỉ là đưa tin thời điểm thuận miệng đề đầy miệng mà thôi trong tin tức chủ yếu giảng thuật là gầy còn trung niên nhân nghe nói là đang lẫn trốn kẻ tái phạm luyện qua võ thuật còn có chợ đen quyền vương loại hình lý lịch về phần là thật là giả cũng không biết quá trình miêu tả cũng không nói thêm nói chỉ là bỗng chốc bị phụ cận học sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt hư hư thực thực sử dụng tự chế cánh tay máy bản đài ngay tại tích cực cùng nên phát ngày mai mới bắt được liên lạc vân vân sau đó cho cái chợt lóe lên người đi đường quay chụp hình tượng về phần tích cực liên hệ chiếu hiện tại cũng không có gặp người đến xem hiển nhiên cuối cùng cũng chỉ là không giải quyết được gì mà thôi chương 34, học bá hệ thống lâm ngữ cũng trong lòng biết đối với người bình thường đặc biệt là đối với hắn phụ mẫu kia một đời người mà nói lên tivi đích thật là cái chuyện vô cùng vinh dự bởi vậy bồi tiếp vui vẻ lão mụ hàng huyên hồi lâu lại cùng lão ba lâm tiếng nói chuyện một lát triệt để bỏ đi hắn đối với lần này lộ ra ánh sáng sầu lo, cái này mới một lần nữa bận bịu lên trong tay sự vật. Viết gần 2 giờ phương án, hắn đối với học bá hệ thống tư tưởng cũng chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Hệ thống chủ yếu vẫn là muốn từ hắn hiện tại sở học lập trình phía trên tới tay, trái lo phải nghĩ cũng chỉ có cái này có thể được xưng tụng là hệ thống. Mà thực hiện phụ trợ học tập hiệu quả phương án tự nhiên là từ triệu tiểu lộc nơi đó thỉnh giáo mà đến trị số kích thích cùng cà chua chung lý luận, hắn định dùng hai cái này làm cơ sở dùng Java ngôn ngữ viết một cái điện thoại di động phần mềm ra. Cà chua chung không có gì đáng nói, tham khảo trên thị trường các loại cà chua chung phần mềm, cái này kỳ thật liền là cái cùng loại tính theo thời gian đồng hồ báo thức đồ vật, mật mã sẽ không cực kỳ phức tạp. Trị số kích thích thì khá là phiền toái một điểm, hắn bản chất là thưởng phạt cơ chế. Ban thưởng thiết lập kỳ thật cũng đơn giản, tham khảo các loại hệ thống thường thấy nhất sáu lộ làm cái hệ thống điểm tích lũy là được rồi, chân chính khó khăn là như thế nào để cái này ban thưởng trở thành hắn tìm thức chỗ nhận đồng ban thưởng. Rốt cuộc hệ thống điểm tích lũy nếu như không có công dụng, đặt ở chỗ đó cũng chỉ là một con số mà thôi, nếu như đối với hắn không có ý nghĩa cùng thu hoạch, vậy cái này điểm tích lũy cũng không gọi được phần thưởng. Dựa theo Triệu Tiểu Lộc nói, trong trò chơi hình thành trị số kích thích dựa vào là ganh đua so sánh cùng so sánh, điểm ấy dùng tại máy rời học bá hệ thống trên rõ ràng không thích hợp, bởi vậy duy nhất phương án giải quyết liền là đem ban thưởng điểm tích lũy cùng một cái khác đối với hắn có ý nghĩa sự vật tương quan liên cái này có ý nghĩa sự vật hắn cuối cùng lựa chọn đơn giản nhất thô bạo một loại tiền hắn hiện tại lớn nhất thu nhập hoặc là nói duy nhất thu nhập nơi phát ra liền là bê trạm tiền thù lao nghĩ biện pháp để bộ phận này tiền thù lao khóa lại dựa vào điểm tích lũy mới có thể hối đoái ra có hệ thống điểm tích lũy mới có thể hối đoái tiền thù lao mà hệ thống điểm tích lũy thì thông qua cà chua chung độc tính theo thời gian đến thu hoạch được mỗi hoàn thành một cái tiêu chuẩn cà chua chung thu hoạch được chút ít điểm tích lũy hoàn thành thời gian dài hơn cà chua chung thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy dạng này một cái giao phó ý nghĩa ban thưởng cơ chế liền ra. Cùng ban thưởng cơ chế tương đối liền là trừng phạt cơ chế, cái này đơn giản, mỗi ngày quy định nhất định phải hoàn thành bốn cái tiêu chuẩn cà chua chung, cũng chính là không sai biệt lắm 2 giờ, kết thúc không thành móc ngược đại lượng điểm tích lũy. Tại thiết kế xong thưởng phạt cơ chế sau hắn lại vừa vặn bị dẫn phát linh cảm, tại điểm tích lũy công dụng trên lại tăng thêm một chút hối đoái tuyển hạng, tỉ như dùng để miễn trừ một ngày đọc giấy nghỉ phép, hưởng thụ một lần mỹ thực, tiến hành một lần du lịch, tiến hành một lần tản bộ giải sầu vân vân. Ừ còn có cái gì có thể lấy tăng thêm? Đúng, thêm cái hệ thống tăng cấp, minh tưởng phụ trợ công năng cũng có thể tăng thêm. Sau khi cúp điện thoại Lâm Ngữ một lần nữa đem lực chú ý quay lại laptop, trầm tư một lát sau lần nữa não đại động mở. Hệ thống tăng cấp, dựa theo trước mắt có điểm tích lũy đến đề thăng đẳng cấp, có thể khiến người ta thu hoạch được cảm giác thành tựu, mặt khác đẳng cấp ảnh hưởng hối đoái vật phẩm quyền hạn, đã tạo thành đơn giản thưởng phạt cơ chế, lại có thể phòng ngừa dùng linh tinh điểm tích lũy một mực đổi giấy nghỉ phép, Minh tưởng hệ thống phụ trợ bản chất vẫn là triệu tiểu lộc nói tới bộ kia chỉ là sửa lại chuyên chú mục tiêu, đem buông lỏng chuyên chú hô hấp cải thành chuyên chú vào chằm chằm lấy trên màn hình điện thoại di động vận động tiểu cầu đã huấn luyện chuyên chú lực lại buông lỏng phần mắt khôi phục thị lực quả thực hoàng mỹ đúng rồi còn có nhiệm vụ mô đun đường đường kim thủ chỉ hệ thống sao có thể không nhiệm vụ đâu dần dần tiến vào trạng thái não đại động mở lâm ngữ thần tình trên mặt càng ngày càng phấn khởi trị số kích thích cà chua chuông minh tưởng ba cái này còn thoát thai từ triệu tiểu lộc ngôn ngữ nhưng nhiệm vụ hệ thống lại xong tất cả đều là của hắn độc chế. Cơ sở nhất nhiệm vụ liền là kéo dài độc thời gian những này, hoàn thành thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy, cái này cùng hệ thống điểm tích lũy thưởng phạt cơ chế móc nối, không có gì đáng nói. Ngoại trừ cơ sở nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ khác thì phi thường đặc thù, tỉ như, thành công để người tin tưởng mình là học bá, thành vì một con lẫn vào học bá vòng học cạn bã, tại công chúng trường hợp phát biểu học tập kế hoạch ngôn luận vân vân. Nhìn như không có gì lạ thường, nhưng cái này trên thực tế những nhiệm vụ này đều có một cái điểm giống nhau đó chính là cực độ kích thích lòng xấu hổ hoặc là lòng tự trọng đại chúng ngôn ngữ cùng ánh mắt chính là có tính thực chất lực lượng có lẽ hoàn toàn chính xác có người không thèm để ý thế nhân ánh mắt nhưng cái này cuối cùng chỉ là số ít đại đa số người vẫn là còn sống người chung quanh trong ánh mắt người khác đều cho rằng ngươi kém ngươi khả năng liền sẽ cam chịu chí ít cũng là lòng tự tin bị đã kích người khác cho rằng ngươi tốt cho dù là ra ngoài ngụy trang mục đích cũng sẽ hơi hướng phía cái hướng kia đi cố gắng tại tâm lý học trên kỳ thật có cái danh từ gọi bản thân thiết hạng mình cho mình chấp nhận một cái độ cao không ngừng ám chỉ mình nội tâm làm không được liền sẽ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu cam chịu cuối cùng thật không làm được nhưng nếu là nghĩ lại đem bản thân thiết hạng làm không được biến vì chính mình cần làm được phải đi làm đâu hình thành bản thân thiết hạng thường thấy nhất nguyên nhân kỳ thật liền là lòng tự trọng lòng xấu hổ tự ti trải qua thời gian dài người chung quanh nhận biết ảnh hưởng mà thôi đã tìm đúng phương thức hoàn toàn có thể đem hắn lợi dụng Đương nhiên, những này chuyên nghiệp tính danh từ lý luận lâm ngữ là không rõ ràng, nhưng là tại đối loại tình huống này trải nghiệm bên trên, hắn tuyệt đối phi thường cổ có quyền lên tiếng. Tại lên đại học trước đó hắn nhưng thật ra là có nghiện thuốc, kết quả lúc lên đại học vừa tới ký túc xá, mấy cái bạn cùng phòng đều vẫn là lạ lẫm trạng thái, Phùng Hải tiến đến cùng mấy người khác tán gẫu tản một vòng khói, nhưng là duy chỉ có quên hắn, sau một lúc lâu mới phản ứng được cho hắn dân thuốc lá. Cái này, một lát, không hề dài, lại làm cho lúc ấy hắn có chút xấu hổ ngượng nghịu mặt mũi, cũng có được không hợp nhau bị bài xích tại vòng tròn bên ngoài cảm giác, chờ Phùng Hải kịp phản ứng cho hắn dân thuốc lá lúc có lẽ là ra ngoài che giấu tâm lý, hắn theo bản năng liền nói láo, tạ ơn, ta không hút thuốc lá. Hoa ngôn cần che giấu, thậm chí cần nhiều cái cái khác hoa ngôn đi che giấu, mà tại triều tịch chung đụng bạn cùng phòng trước mặt, cái này che giấu thời gian vẫn là vô kỳ hạn. Mỗi lần bọn hắn dân thuốc lá cũng không dám tiếp, mình cũng sợ bị phát hiện, không có ý tứ mua thuốc trúc, dần già hút thuốc mau bệnh cứ như vậy cứ thế mà từ bỏ cái này không lớn không nhỏ xem như một cái hắn không muốn nhớ lại hát lịch sử nhưng là hiện tại đang đứng ở não đại động mở phấn khởi trạng thái linh cơ vừa mới động đoạn này ký ức một lần nữa nổi lên trong lòng vì trở thành thật thật học bá hắn cũng là không thèm đếm xỉa một hơi cho mình thiết trí liên tiếp xấu hổ nhiệm vụ đông 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 lâm ngữ ngay tại trên bàn phím gõ đến chính này lúc liên tiếp mấy lần tiếng đập cửa vang lên ai vậy gõ cái gì gõ có mau bệnh a à? bị đánh gãy lâm ngữ có chút tâm tức mắng một tiếng. Lâm ngữ đồng học ngươi tốt, phiền phức mở cửa, ra đồng hồ nước. Ngoài cửa vang lên một cái trung khí mười phần hùng hậu tiếng nói. Ra đồng hồ nước ngươi tìm túc quản A, đến ta phòng ngủ ra cái. Lâm ngữ ngữ tốc dần dần trở nên chậm, cuối cùng nghẹn ngào, sắc mặt lại trở nên cực kỳ ngoạn mục. A, à, không có ý tứ, sai lầm, ta là đưa chuyển phát nhanh. Lâm ngữ đồng học ngươi đừng hiểu lầm, trong nhà của ta gánh vác nặng, cho nên kim chức mấy một công việc, nói chuyện không qua đầu óc làm làm lẫn lộn. Ngoài cửa trung khí mười phần hùng hậu tiếng nói lần nữa lên tiếng, nhưng giải thích của hắn lại làm cho lâm ngữ mặt đều tái rồi. Loại này thanh âm hùng hậu hiển nhiên không phải mang theo ngây thơ học sinh có khả năng phát ra tới, không thể nào là đồng học chơi ác, lại thêm trường hải chức viện âm thịnh dương suy, tương tự thanh tuyến chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái. Mà lại cái này không giải thích còn tốt, càng giải thích càng để người hiểu lầm được không? Còn có cái này lâm ngữ đồng học. Làm sao ngươi biết tên của ta? ngươi làm sao nghe được một cái lạ lẫm thanh âm liền biết là lâm ngữ. Ta à, rõ ràng không biết ngươi tốt đi. Chương 35, tra đồng hồ nước. Hy vọng có thể che giấu đi đi, chí ít đừng bị cắt miếng. Cuối cùng, lâm ngữ vẫn là kiên trì mở ra cửa phòng ngủ. Không có cách, không ra lại có thể kiểu gì, người ta đều vây lại cửa phòng ngủ, chẳng lẽ còn từ cửa sổ nhảy ra ngoài không thành, hắn lại không biết bay. Còn nữa mà nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hắn cũng không muốn về sau qua chạy trốn đến tận đẩu tận đâu thời gian cửa phòng ngủ mở ra, đập vào mi mắt là hai nam một nữ. Một người cầm đầu là Âu Phục dày da trung niên, diện một dương cương phản phất đao tước búa bổ, sau người thì đi theo một cái tóc mai điểm bạc mang theo kính lão lão nhân cùng một cái sắc mặt thanh lãnh cô gái trẻ tuổi. Lâm Đồng học ngươi tốt, chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Cầm đầu dương cương trung niên nhìn thấy Lâm Ngữ sau lộ ra ấm áp tiếu dung, ta gọi Lâm Hải, cùng ngươi cùng họ, không ngại ngươi có thể gọi ta một thân Lâm Thúc. Nói, Tên là Lâm Hải Âu phục trung niên lại nghi người chỉ chỉ sau lưng hai người, đằng sau ta hai vị này là Lý giáo sư còn có Từ Nguyệt, có lẽ các ngươi người trẻ tuổi càng có chuyện hơn đề, cho nên ngươi muốn cùng nàng trò chuyện cũng được. Lâm Thúc. Lâm Ngữ chỉ là thuận Lâm Hải giới thiệu nhìn thoáng qua, ánh mắt không nhiều trên người Từ Nguyệt dừng lại, một lần nữa quay lại, lễ phép hô một thân. Nhìn ra, trước mắt cái này tự xưng Lâm Thúc nam tử, nghiệp vụ phi thường thuần thục, có lẽ là lo lắng hắn quá căng thẳng làm ra quá kích cử động, vừa lên đến liền là chấp nối thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều đã vận dụng, có thể nói là chuẩn bị sung túc. Bất quá lâm ngữ cũng không thể không thừa nhận, một bộ này thật là có hiệu, vẹn vẹn rải rác mấy câu ngữ xuống tới, nội tâm của hắn khẩn trương cảm giác rõ ràng biến mất không ít. Mặc dù như thế, hắn vẫn là giả vờ ngây ngốc, nửa thật nửa giả hiếu kỳ nói, lâm thúc, các ngươi là cục cảnh sát sao? Làm sao cùng trên tivi một cái sáo lộ, còn ra đồng hồ nước đưa chuyển phát nhanh? Chúng ta không phải nhân viên cảnh sát, là đặc biệt nhằm vào các ngươi lâm thời thành lập một cái bộ môn. Lâm Hải có ý riêng nhìn xem Lâm Ngữ cười nói bộ môn tạm định danh ban ngành liên quan bộ môn danh tự liền gọi ban ngành liên quan Lâm Ngữ nghe xong có chút mộng cũng có chút im lặng đây tuyệt đối không phải làm bộ hoàn toàn là phát ra từ nội tâm mặc kệ là bộ môn tên chữ vẫn là tác phong làm việc làm sao nghe đều làm sao không đáng tin cậy a à. không có cách đây không phải nghĩ để các ngươi những người tuổi trẻ này cảm giác thân thiết điểm nha tự hồ đoán được Lâm Ngữ ý nghĩ Lâm Hải lần nữa cười cười vỗ vỗ Lâm Ngữ bả vai lại tự nhiên nắm cả bờ vai của hắn đi đến mép giường ngồi xuống, nói: "Các ngươi những người tuổi trẻ này a, à, liền thích suy nghĩ lung tung, cảm thấy quốc gia sẽ đem các ngươi cắt miếng, nước ta nhưng có một bộ hoàn chỉnh hình pháp, phải tin tưởng quốc gia." Ai, à, không phải, tại sao lại kéo tới cắt miếng đi lên rồi?" Lâm Ngữ tiếp tục giả vờ ngốc nạp lăng. Đúng vào lúc này, sắc mặt Thanh Lãnh Từ miệt đột nhiên nhíu mày, lên tiếng nói: "Đội trưởng, tự hồ sai lầm, trên người hắn không có ám năng lượng ba động." "A." À. Lâm Hải nghe vậy sửng sốt một chút từ nguyệt lại ngưng thần nhìn chầm chầm lâm ngữ chớp mắt, phản phất là tại xác nhận cái gì bình thường, một lát sau lại gật đầu một cái, nói, xác thực không có, hắn chỉ là người bình thường. Không có ám năng lượng ba động. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta thăng cấp năng lực không cách nào bị kiểm trắc ra? Liên tiếp hai câu, để lâm ngữ không khỏi trong lòng hơi động. Nếu như ba ngành liên quan phân biệt dị năng giả dựa vào là năng lượng gì ba động, vậy thật là có khả năng này. Rốt cuộc bản thân hắn cũng không có gì dị thường địa phương, căn bản không cảm nhận được qua cái gọi là năng lượng tối, dị năng là hướng ngoại giới thu thập cùng loại nguyện lực, kinh nghiệm, mà kinh nghiệm vẫn là tại chế ra vật phẩm bên trên. Ngạch. Khụ khụ. Cái này Lâm Hải có chút lúng túng, ho khan ngượng ngập cười một tiếng, vừa sợ kỳ kinh ngạc vỗ vỗ Lâm ngữ bả vai, "Có thể a tiểu hỏa tử, ngươi thật đúng là trên mạng những người kia nói dân kỹ thuật. Mình chơi đùa ra đồ vật lại còn có thể xong một cái giác tỉnh giả." Năng lượng tối. Cắt miếng. Giác tỉnh giả. Lâm ngữ một mặt kinh ngạc các ngươi không phải là bởi vì ta đánh người đến tiền phiền toái. Giác tỉnh giả là cái gì? Siêu năng lực giả. Ách. Cái này tạm thời không thể. Lâm Hải tự hồ kịp phản ứng mình nói lỡ miệng, nhưng lập tức lại lắc đầu, được rồi, ngươi liền cho rằng như vậy đi. Tiểu Hỏa Tử, có thể để cho ta xem một chút ngươi cái kia máy móc xương vỏ ngoài sao? Cái này một mực lẳng lặng đứng xem lý giáo sư đột nhiên đi lên phía trước, hòa ái cười nói. Không có vấn đề. Nghe nói như thế Lâm Ngữ có chút cảm giác có chút không ổn nhưng hình thức không do người cái này cự tuyệt ngược lại càng gây hoài nghi bởi vậy cũng chỉ thuận theo ý trời đem đã phá cái miệng lớn hai vai bao từ dưới giường kéo ra lý giáo sư xuất ra bên trong khí động quyền sáo nhìn chỉ chốc lát bất quá tự hồ cũng không có nhìn ra cái gì dị thường một bên từ nguyệt cũng không có lên tiếng rất tinh xảo thiết kế nhìn chỉ chốc lát lý giáo sư có chút gật đầu đánh giá sau đó khẽ nâng lên đầu nhìn về phía lâm ngữ cười đến càng hòa ái có thể nói cho ta ngươi vì sao lại nghĩ đến làm cái này sao ách giáo sư cái này nói đến chỉ sợ có khoảng cách thế hệ. Lâm ngữ cười ngượng ngùng một chút, khổ sở nói. Ngươi đừng nhìn ta lão, ta và các ngươi người trẻ tuổi tiếp xúc vẫn là thật nhiều, tôn nữ của ta còn cùng ngươi không sai biệt lắm số tuổi đâu, nói đi. Lý giáo sư miễn cười lắc đầu. Ta muốn làm chỉ là rất thật một điểm cốt lay đạo cụ mà thôi, quay video phát đến trên mạng, người khác thích xem liền có thể kiếm tiền. Lâm ngữ gãi đầu một cái phát, cười khổ nói, sau đó cảm giác gần đây khắp nơi đều rất loạn, ta liền lại làm cái khí động thức tùy thân mang theo, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới nói bậy đến một nửa lâm ngữ nói không được nữa bởi vì lý giáo sư con mắt đã càng ngày càng sáng tự hồ cũng có quan mang từ kính mắt trên tấm kính chiếc xả ra cái ánh mắt này lâm ngữ rất quen thuộc mặc dù đều nói không muốn mang thành kiến nhìn người nhưng cái này loại tâm lý trên thực tế ai cũng tránh không được thông thường lão sư đối đãi học sinh đều là có hai loại ánh mắt một loại là nhìn học cặn bã một loại là nhìn môn sinh đắc ý chỉ là hoặc nhẹ hoặc nặng vấn đề thôi cái sau lâm ngữ chưa hề cảm thụ qua nhưng cái trước lại là thường xuyên cảm thụ, hay đem so sánh kỳ thật vô cùng trực quan, mà lại. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao, vô luận là ở đâu đều có cái đủ loại khác biệt. Loại này rực rỡ người người nhìn học bá thưởng thức ánh mắt, quả thực là như có gai ở sau lưng, để hắn càng nói càng chột dạ. Rất không tệ, hứng thú là học tập tối lão sư tốt, về sau thật tốt bảo trì. Cũng may lý giáo sư cũng không hề để ý chút ít này mặt chi tiết, chỉ là hòa ái cười, móc ra một tấm danh thiếp đưa tới, về sau có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại cho ta, hẳn là có thể cho ngươi giúp đỡ điểm bận biểu, đã có hứng thú cũng không cần hoang phế. Lâm ngữ có chút sững sờ tiếp nhận danh thiếp. Hoa khoa viện viện sĩ. Cốt A, vẻn vẹn nhìn phía trước nhất một cái đầu ngầm, đằng sau giống như hồ đã không có xem tiếp đi cần thiết. Ta, Lâm ngữ, một cái siêu cấp học cạn bã. Nhưng là hiện tại ta bị trong truyền thuyết hoa khoa viện đại lão xem như học bá, ta nên làm cái gì, online chờ, rất cấp bách. Chương 36, trực tiếp vị nào là hứa triều dương đồng học lâm ngữ bên này giải quyết về sau lâm hải cái này lại đứng lên hứa triều dương mấy người bọn hắn kỳ thật sớm tại lâm hải bọn người sau khi vào cửa liền dậy chỉ là ở bên cạnh một mực không dám lên tiếng yên lặng khi chim cúc thuận tiện nghe lén mà lâm hải trong miệng mặc dù tại hỏi đến nhưng hiển nhiên cũng sớm đã nhìn qua hình của bọn hắn ánh mắt trực tiếp như ngừng lại hứa triều dương trên thân lúc này hứa triều dương liền dọa đến thân thể đều cứng nhắc vừa mới hắn ở bên cạnh thế nhưng là nghe được rõ ràng cái gì ám năng lượng ba động cái gì giác tỉnh giả, còn có cắt miếng cái gì? Lâm ngữ tiểu tử này không dị năng cho nên thành công vượt qua, nhưng hắn nhưng là hàng thật giá thật dị năng giả, hôm qua còn tại trước mặt mọi người biểu hiện ra qua. Ta là. Hứa Triều Dương khóc không ra nước mắt, có chút lưu manh dịch chuyển về phía trước tiểu nửa bước. Lâm thúc tốt, cái kia thật sẽ không cắt miếng. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, à, trẻ xem chút tiểu thuyết phim truyền hình, học thêm chút tri thức không được sao? Lâm Hải không biết nên khóc hay cười lắc đầu, nói thật muốn nghiên cứu cũng nhiều nhất chỉ là rút điểm huyết mà thôi, không đáng đem ngươi cắt miếng, mà lại chúng ta không thể một bộ này, đoàn đội bên trong người tình nguyện đều là một nắm lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Triều Dương có chút ngượng ngùng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải đâu, lão đại, ngươi thật đã thức tỉnh siêu năng lực. Linh khí khôi phục chẳng lẽ là thật. Cái kia, đây có phải hay không là cơ mật? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài trước? Nhìn thấy Hứa Triều Dương phản ứng, Chu Kiệt bọn người rốt cục tỉnh táo lại biểu hiện được rất là từ tâm, cũng cực kỳ tự giác. Không cần, dù sao gần nhất liền muốn công khai, sớm nói cho các ngươi cũng không có gì, bất quá tạm thời đừng trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Lâm Hải khoát tay áo, lại quay đầu mắt nhìn Lâm Ngữ, nói, tiểu Lâm, ngươi cũng tới nghe. Nói, Lâm Hải ngồi xuống một tủ sách trước, lại để cho hứa triều dương chu kịp bọn hắn sách ghế ngồi vây quanh tới. Thủ trước tiên nói một chút trong miệng các ngươi linh khí khôi phục đi, hoàn toàn chính xác có chuyện này, chính phủ định danh là năng lượng tối triều tịch chờ lâm ngữ cũng xách ghế đẩu quá khứ ngồi xuống lâm hải nổi lên một chút mới lên tiếng nói nguyên nhân cụ thể tạm thời không rõ ràng nhưng từ khi hai năm trước bắt đầu các nơi trên thế giới liền tấp nập xuất hiện không ổn định lỗ sâu không gian đồng thời gần nhất xuất hiện đến càng ngày càng tấp nập những này lâm thời lỗ sâu không có bất kỳ cái gì tạo ra quy luật bình thường thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài nhưng lại mang đến nồng đậm năng lượng tối ta có vấn đề năng lượng tối là chỉ cái gì hứa triều dương yếu ớt giơ tay lên Năng lượng tối khái niệm cùng ám vật chất khái niệm cùng loại, không cùng sóng điện từ lẫn nhau, tự thân cũng không sinh ra sóng điện từ, từ đó không khả quan đo không thể chạm đến năng lượng, ta vừa nói năng lượng tối thì là phím chỉ hết thảy nhân loại mắt thường không khả quan đo năng lượng. Lâm Hải nhìn qua không hề giống là cái cỡ nào có học thức dáng vẻ, nhưng nói đến lại đạo lý rõ ràng. Các loại đặc thù năng lượng tối tuôn ra vào địa cầu kích thích gian người, đây chính là các ngươi thức tỉnh dị năng nguyên nhân, chúng ta gọi là giác tỉnh giả. Nói cái này, Lâm Hải liếc qua hứa triều dương, tự hồ là đang nêu ví dụ tử. Khi lâm thúc, giống ta loại này giác tỉnh giả phải làm gì? Việc quan hệ tự thân vận mệnh, hứa triều dương tự nhiên không dám thất lễ, hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, lần nữa giơ tay lên. Hắn dám cam đoan mình cao trung đại học cộng lại nhất tay số lần đều không có cả ngày hôm nay tới nhiều. Làm sao bây giờ? Trao trộn. Lâm Hải trừng lên mí mắt, nói, chúng ta ban đầu nếm thử tiếp xúc như ngươi loại này giác tỉnh giả, kết quả cả đám đều kịch liệt phản kháng, sợ bị cắt miếng. Nói, Lâm Hải ngẩng đầu hướng cửa cửa sổ phương hướng ra hiệu một chút, nói, "Nặc, các ngươi sát vách kia tòa nhà, đoạn thời gian trước liền có cái các ngươi đồng học thức tỉnh hỏa hệ dị năng, kết quả chúng ta đến thời điểm trực tiếp thưởng một trận bụi bạo tạc. Chúng ta đây không phải tuổi trẻ không hiểu chuyện nha. Chúng ta cái nào trải qua loại sự tình này, nhìn thấy cảnh sát thúc thúc tới cửa đều hoảng muốn chết." Hứa Triều Dương miễn cưỡng gạt ra một tia ưỡng cười, nói, "Lâm Thúc, ngươi liền đừng nói giỡn, nghiêm chỉnh mà nói thôi, chí ít để trong lòng ta có cái ngọn nguồn, ta hiện tại nhưng hoảng muốn chết." cấp trên là chuẩn bị để các ngươi đi làm trực tiếp lâm hải thở dài a à. bao quát khứ triều dương cùng lâm ngữ tại bên trong mấy người trăm miệng một lời kinh ngạc a à một tiếng trong chốc lát đầu óc đều không quay lại bọn hắn có nghĩ qua giác tỉnh giả khả năng bị chiêu mộ hoặc là quản chế ký cái siêu năng lực giả hiệp nghị cái gì nhưng là làm trực tiếp một khoa nghĩ chụp chết hiếp mắt lâm thúc tại sao ta cảm giác các ngươi là giả mạo không chỉ có danh tự không đáng tin cậy tác phong làm việc không đáng tin cậy liền ngay cả loại đại sự này. Đang nháy quá nặng nặng người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ qua đi, Lâm Ngữ mặt đen lại lên tiếng. Không phải đâu. Để các ngươi tiếp nhận giám thị, thực tên đăng ký, không cho phép sử dụng gì có thể tiến hành phạm tội hoạt động, các ngươi vui lòng sao? Lâm Hải nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt Lâm Ngữ một chút. Nguyện ý a. À. Hứa Triều Dương chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, Lâm Ngữ cùng những người khác cũng nhao nhao đi theo gật đầu. Nguyện ý cái rắm, đừng cho là ta không biết các ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung bị cắt miếng bị ép hại loại hình, thật muốn thực hành một bộ này tuyệt đối là kịch liệt phản kháng hoặc là đông trốn tay vọt. Lâm Hải cười mắng một tiếng, nói, mà lại người mang lợi khí sát tâm từ lên, thật đến tuyệt cảnh lại có năng lực tình huống dưới, ai sẽ không nghĩ bí quá hóa liều. Vậy cái này cùng để giác tỉnh giả làm trực tiếp có quan hệ gì? Làm trực tiếp liền không nháo sự. Hứa Triều Dương đầu óc mơ hồ hỏi. Để người bí quá hóa liều thường thấy nhất nguyên nhân liền là nghèo, tại tự thân các ngươi liền vượt qua thường nhân tình huống dưới không có tiền khẳng định sẽ có người nháo sự. Lâm Hải nói, mấp máy hơi khô rách ra bờ môi. Hứa Triều Dương mười phần có nhãn lực gặp, cũng rất có chân chó tiềm chất, thật nhanh tại góc tường máy đun nước trên rót chén nước khoáng đưa tới. Lâm Hải nói tiếng cảm ơn, bưng lên duy nhất một lần nhựa plastic chén uống một ngụm, nói tiếp, nhưng là hiện tại người người bình đẳng, quốc gia luôn không khả năng đưa tiền nuôi các ngươi, tiền cũng không trọng yếu, chủ yếu là không thể mở loại này để giác tỉnh giả hơn người một bậc tiền lệ, cho nên liền để giác tỉnh giả làm trực tiếp, bởi vì trực tiếp có thể tới tiền. Lâm ngữ sắc mặt có chút cổ quái. Dùng siêu năng lực đi làm trực tiếp. Hỏa vân trưởng cánh gà nướng. Nồi sắc hầm mình. Trực tiếp thượng thiên. Hình tượng này thật sự là quá đẹp, vẻn vẹn não bổ một chút, lâm ngữ trong lòng liền toát ra một trận ác hàng. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Lâm hải cười cười, nói, trực tiếp mang tới chỗ tốt nhưng vẻn vẹn tiền mà thôi, còn có thể thỏa mãn người lòng hư vinh, có thể để cho giác tỉnh giả chủ động ghi tên đăng ký đồng thời phần lớn thời gian ở vào ống kính cùng đại chúng giám sát dưới, đồng thời vì giữ gìn công chúng hình tượng, tự nhiên sẽ đi tuân thủ luật pháp, làm việc thiện tích đức. Cao, thật sự là cao. Nghe xong, Lâm Ngữ yên lặng giơ ngón tay cái lên. Lâm Hải lời nói này kỳ thật không khó lý giải, tham khảo các loại nhân vật công chúng hoặc là từ truyền thông chính là Cưỡng chế để giác tỉnh giả ghi tên đăng ký tiếp nhận giám sát tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng chính là đến kịch liệt phản kháng, nhưng trực tiếp lại khác biệt, bọn hắn chỉ sợ ngược lại còn phải vội vàng đăng ký, không chừng không cho đăng ký còn có thể cùng ngươi gấp. Đồng thời như là minh tinh loại hình nhân vật công chúng đều có rất nhiều người nhận biết, đi trên đường đều sẽ bị nhận ra, rộng rãi nhân dân quần chúng tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến hành giám sát, muốn làm gì chuyện phạm pháp cũng khó khăn, paparazzi cùng mặt trời mới mọc dân chúng cũng không phải nói đùa. Bởi như vậy không nói giải quyết tất cả vấn đề, nhưng ít ra tám chín thành giác tỉnh giả đều có thể thành thành thật thật. Không thể không nói vẫn là quốc gia chúng ta não đại động nha, nhìn xem người ta phục liên thật diêu mất mặt, mấy cái siêu anh hùng đều không quản được. Chương 37, ta biết. Kỳ thật còn có nguyên nhân. Lâm Hải không đi để ý Lâm Ngữ ngón tay cái điểm tán, uống một hớp chi sau tiếp tục nói. Tin tức gần đây các ngươi hẳn là cũng nhìn được không ít, ta liền không nhiều làm lắm lời, những báo cáo này bên trong có một thành là giác tỉnh giả nháo sự, hai thành là chúng ta phái người tiếp xúc thời điểm đưa tới giác tỉnh giả kịch liệt chống cự, còn lại thì cơ bản đều là thứ nguyên sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Thứ nguyên sinh vật là cái gì? Hứa Triều Dương truy vấn không ổn định lỗ sâu mang tới không chỉ là năng lượng tối, có đôi khi sẽ còn mang đến lỗ sâu đối diện dị thứ nguyên sinh vật. Lâm Hải thở dài, nói, đại bộ phận tiếp tục thời gian dài hoặc là uy hiếp lớn lỗ sâu đều đã bị phía trên phái người giữ vững cô lập, nhưng là ngẫu nhiên xuất hiện ở trong thành thị Lâm thời lỗ sâu lại không có cách nào, chúng ta không có khả năng phân tán đến cả nước các nơi, mà lại súng ống không dùng được, hỏa lực nặng ở trong thành thị lại là giết địch 1.000 tự tổn 800. Lâm Hải nhẹ gật đầu, nói, những này giác tỉnh giả một là dùng để khẩn cấp ứng đối thứ nguyên sinh vật, hai cũng là tạo nên anh hùng, nâng đỡ tấm gương trấn an dân chúng, trình độ lớn nhất giảm xuống khủng hoảng. Đây chẳng phải là hiện thực bản siêu anh hùng. Không, thời khắc có thể trực tiếp, quả thực so siêu anh hùng còn muốn thoải mái a. À? Hứa Triều Dương nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng nói Lâm Thúc, ngươi nhìn ta có thể đăng ký sao? Ta siêu năng lực tuyệt đối là chiến đấu hình. Không sai, liền là siêu anh hùng, kế hoạch này liền gọi anh hùng trực tiếp kế hoạch qua một thời gian ngắn liền sẽ chỉnh hợp ra một cái chuyên môn trực tiếp bình đài ra. Lâm Hải trên mặt lộ ra một chút miễn cười, nói, ngươi muốn gia nhập đương nhiên không có vấn đề, chúng ta lần này tới vốn là nghĩ tìm ba người các ngươi nói chuyện, cấp trên dự định trước tìm một nhóm người làm tấm gương, bỏ đi cái khác giác tỉnh giả lo nghĩ. Quá tốt rồi. Hứa Triều Dương vui mừng nhướng mày, mặt mày hớn hở quơ quơ quả đấm. Bất quá lúc này Lâm ngữ lại chần chờ chất vấn nói, ba cái. Tốt a, à, hai cái, ngành tình báo bên kia không biết làm ăn gì ngươi làm mấy mốc đồ chơi nhỏ đều bị nhận lầm là giác tỉnh giả, càng ngày càng không đáng tin cậy. Lâm Hải bất đắc dĩ nói. Coi như bài trừ ta cũng có hai cái đi, còn có một cái là ai? Lâm Ngữ nghi ngờ truy vấn. Còn có một cái các ngươi cũng nhận biết, kế toán hệ Triệu Tiểu Lộc. Lâm Hải mang theo điểm chế nhạo, cười nói, Triệu Tiểu Lộc thế nhưng là song hệ dị năng giác tỉnh giả, Tiểu Lâm ngươi nếu là đối với người ta có cái gì tưởng niệm nhưng phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ thức tỉnh cái tam hệ. Chẳng biết tại sao, từ Lâm Hải trong miệng nghe được cái này tên quen thuộc, Lâm Ngữ trong lòng vậy mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút. Vị này để hắn Alexander nữ học bá có lẽ là đã thức tỉnh cường đại nhất não loại hình năng lực. Lâm Thúc, ngài đừng loạn điểm nguyên ương phổ, ta vô phúc tiêu thụ. Lâm Ngữ trong lòng suy đoán, trên mặt thì ngạch lộ hắc tuyến đáp lại Lâm Hải trêu chọc. Lập tức hắn lại trong lòng hơi động, gấp giọng hỏi, đúng rồi, Lâm Thúc, cái này anh hùng trực tiếp kế hoạch ta có thể gia nhập sao? Anh hùng trực tiếp, chính phủ khâm định về sau còn không biết sẽ tụ tập nhiều ít giác tỉnh giả vô luận là lưu lượng vẫn là lợi ích tuyệt đối đều không thể thiếu mà hắn thăng cấp năng lực cần nhất liền là lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng độ nếu là có thể gia nhập vào tuyệt đối có thể nên đón thực lực phi tốt tăng trưởng không được anh hùng trực tiếp bình đài chỉ mặc hướng giác tỉnh giả tạm thời không có hướng người bình thường mở ra đăng ký kế hoạch rất dễ dàng xảy ra chuyện chưa từng nghĩ lâm hải trực tiếp quả quyết bác bỏ người bình thường quá nguy hiểm mà lại tiểu lâm ngươi ôm may mắn tâm lý nhiệt huyết xông lên đầu khả năng lớn hơn đừng trách thúc nói không xuôi tai dù là đeo lên cái kia quyền sáu ngươi cũng chỉ là người bình thường chính diện đối đầu yếu nhất dị sinh vật hoặc là giác tỉnh giả đều là thập tử vô sinh tuyệt đối đừng ỷ vào cái này đi mạo hiểm tại thế cục không triệt để an định lại trước cũng tốt nhất trẻ ở bên ngoài đi lại ta tốt a à, lâm thúc ta minh bạch lâm ngữ môi run run một chút cuối cùng lại không đem ta kỳ thật cũng là giác tỉnh giả mấy chữ này nói ra miệng một phần ba giây do dự thời gian bên trong, hắn làm ra một cái khả năng cực kỳ quyết định ngu xuẩn. hắn muốn vung một cái di thiên đại hoang. vừa mới suy nghĩ học bá hệ thống lúc suy nghĩ nhiều như vậy bản thân thiết hạng nhiệm vụ, nhưng bây giờ không phải liền là có sẵn bản thân thiết hạng sao? có cái gì có thể so ra mà vượt lừa gạt một vị hoa khoa viện viện sĩ chính là đến ban ngành liên quan cùng cả nước dân chúng có thể mang đến mạnh hơn áp lực tâm lý. hắn muốn trở thành trong mắt mọi người học bá, sau đó buộc mình thành là chân chính học bá. nói thật ra đây có lẽ là cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình rất ngu ngốc. Vì thế hắn thay mình tìm rất nhiều lý do. Tỷ như mình bây giờ tại phan hâm mộ trong lòng là dân kỹ thuật người thiết, một khi lộ ra ánh sáng ra ngoài liền sẽ người thiết sụp đổ nhân khí giảm nhiều, mà lại tại đại lượng giác tỉnh giả bên trong sẽ chỉ là thường thường không có gì là một viên. Lại tỷ như người bình thường thân phận chế tác khoa học kỹ thuật đạo cụ lại càng dễ gần sát đại chúng ảo tưởng, có thể mang đến cao hơn kinh nghiệm thu nhập, biến thành giác tỉnh giả sau khi được nghiệm tỷ lệ khả năng đề cao mạnh nhưng những lý do này trên thực tế lại ngay cả chính hắn không thuyết phục được. Dị năng của mình rất đặc thù, điểm ấy trong lòng của hắn là minh bạch, chỉ cần nhân khí liền có thể thăng cấp ra các loại hắc khoa kỹ, ban ngành liên quan nếu là biết cơ bản chỉ có hai loại khả năng, hoặc là quản khống nghiền ép, hoặc là toàn lực phụ trợ hắn tăng lên. Mà lấy lâm hải bọn hắn biểu hiện ra thái độ đến xem hiển nhiên là cái sau khả năng cao hơn một chút, rốt cuộc nếu như hắn nguyện ý phối hợp ban ngành liên quan cũng không đáng làm cái gì thủ đoạn cực đoan. Có quốc gia phối hợp toàn lực tuyên truyền, nhân khí cùng lưu lượng căn bản không phải vấn đề cho dù là dùng ngu xuẩn nhất phương thức buộc cả nước người đến xem hắn đạo cụ tại khổng lồ nhân khẩu cơ số hạ cũng đủ làm cho từng cái đạo cụ phi tốc thăng cấp hắn cũng có thể dựa vào các loại đạo cụ công thành danh toại đồng thời nhanh chóng thu hoạch được thực lực cường đại chỉ một điểm này đủ để cho chỗ có lý do đều trở thành buồn cười lấy cớ thế nhưng là dựa vào dị năng ta có thể thăng cấp ra vật phẩm nhưng nếu như một ngày nào đó dị năng biến mất chính là đến tất cả thăng cấp ra đạo cụ đều biến mất đâu thậm chí ta đều không xác định thăng cấp bản thật liền là dị năng của ta, người khác đều có ám năng lượng ba động, năng lực cũng là khống thủy khống hỏa, ta lại là số lượng theo bản, liền ngay cả ám năng lượng ba động đều tra không dò ra đến, dựa vào cái gì ta liền sẽ đặt thù điểm, chẳng lẽ còn có thể bởi vì ta là nhân vật chính hay sao? Lâm ngữ nội tâm hai cái suy nghĩ tranh phong tương đối, vẫn như cũ đang tìm thuyết phục mình không đi đổi ý lý do. Được rồi, ngu xuẩn thì xuẩn, coi như. Ta lại tùy hứng một lần đi, thực sự không đi được thời điểm lại nói ra cũng không có gì, đơn giản là thụ điểm chế dễu thôi. Trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước thành tích thi tốt nghiệp trung học ra lúc mẹ lo lắng, lão ba một cây tiếp một cây quất lấy khói cùng im ắng thở dài, còn có lần lượt chỉ tiết rèn sắt không thành thép quát mắng cùng khổ khuyên, lâm ngữ nội tâm tất cả giải dụ đều hóa thành hiện lên ở trên mặt tự dễu cười một tiếng. Ta nói qua. Ta hiểu rồi. Lão Tam, đừng khổ sở, chúng ta cái này không phải cũng không thức tỉnh nha, ngươi tổng so với chúng ta mạnh hơn một điểm một bên chu kiệt còn tưởng rằng lâm ngữ là bởi vì lâm hải cự tuyệt nhận lấy đã kích an ủi giống như vỗ vỗ lâm ngữ bả vai ta lúc đầu chỉ là có một chút thất vọng mà thôi nhưng nghe ngươi kiểu nói này trong lòng ta càng khổ sở hơn lâm ngữ lắc đầu cười mắng lấy đẩy ra chu kiệt tay ha ha ngươi đây là ý gì có tin ta hay không vài phút thức tỉnh dị năng treo lên đánh toàn thế giới chu kiệt lập tức không vui giác tỉnh giả sự tình các ngươi không cần quá lo lắng dựa theo tình huống hiện tại về sau năng lượng tối sẽ chỉ càng lúc càng nồng nặc mỗi người đều có thức tỉnh thời cơ. Mấy người bên ngoài vẫn như cũ cười hì hì, thậm chí còn đang đánh náo, nhưng Lâm Hải lại rõ ràng đã nhận ra bọn hắn đôi mắt chỗ sâu một sợi sầu lo cùng thất lạc, lần nữa lên tiếng nói, coi như thức tỉnh không được cũng không có quan hệ, các ngươi coi như giác tỉnh giả chỉ là một loại mới phát nghề nghiệp là được rồi, nước ngoài ta không dám hứa chắc, nhưng trong nước thế cục tuyệt đối loạn không được. Nói xong lời cuối cùng nửa câu, thanh âm của hắn trở nên phá lệ khản ban hữu lực. Trấn an xong đám người qua đi, Lâm Hải cùng Lý giáo sư bọn hắn liền không có nhiều tiếp tục chờ đợi, cho Lâm Ngữ bọn hắn lưu lại trương chỉ có đơn giản danh tự điện thoại danh thiếp về sau liền vội vàng rời đi. Lại là giác tỉnh giả lại là lỗ sâu, còn có anh hùng trực tiếp bình đài kế hoạch, không cần nghĩ đều hiểu ban ngành liên quan gần nhất khẳng định có đủ bận biểu. Ra đồng hồ nước người rời đi, Lâm Ngữ cùng Hứa Triều Dương bọn hắn lập tức cũng buông ra, mấy người lẫn nhau thảo luận nói chuyện phím hồi lâu, mãi cho đến buổi chiều 4 năm điểm Lâm Ngữ mới thu thập xong phức tạp tâm tư, đem viết xong mạnh nhất học bá hệ thống thiết kế phương án văn kiện chia cắt niêm dán vào điện thoại di động của mình bên trong đứng dậy về nhà chương 38, máy móc thuẫn búa thời gian một tuần trong chớp mắt xương vỏ ngoài đại chiến giặc cướp video tiếp tục lên men ban đầu hai ngày thời điểm lâm ngữ cơ hồ mỗi lần đổi mới động thái đều có thể nên đón mấy ngàn fan hâm mộ tăng trưởng bất quá mấy ngày nay cũng dần dần khôi phục bình thường fan hâm mộ số cuối cùng như ngừng lại 120 vạn rất lớn một con số nhưng tự hồ cũng vẻn vẹn chỉ là một con số vừa đột phá 100 vạn thời điểm hắn còn kích động stress Show lưu niệm một chút, nhưng trên thực tế hắn cuộc sống nhưng lại chưa nên đón biến hóa quá lớn. Trước cuộc không thế nào đi ra ngoài, duy nhất lộ mặt video vẫn là người qua đường dùng di động quay chụp, không phải rất rõ ràng, bởi vậy chỉ có hai ngày trước thời điểm sẽ ngẫu nhiên có người qua đường tiến lên hỏi hai câu, lại hoặc là gặp phải thời điểm mang theo nghi hoặc chần chờ biểu lộ nhìn nhiều trên hai mắt. Đại khái liền là tự hồ có ấn tượng nhưng lại không rõ ràng cụ thể ở nơi nào nhìn qua trạng thái, đồng thời theo gió sóng dần dần lắng lại, hết thảy lại trở về bình thản các đại đứng đầu đầu đề lần nữa bị tối trạng thái bình thường các loại minh tinh chuyện xấu chiếm cứ các loại quảng cáo hợp tác cũng là như thế nhiệt độ cao nhất đầu hai ngày các loại mời ùn ùn kéo đến sau đó cũng dần dần vắng lạnh đại đa số quảng cáo đều bị lâm ngữ thoái thác chỉ tiếp một cái bản địa triển lãm anime mời nhưng cũng chỉ nói suy nghĩ một chút hơn nữa còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể cử hành danh khí tự hồ cái gì cũng không mang đến duy nhất biến hóa có lẽ liền là phụ mẫu cảm thấy nhà mình nhi tử thành danh nhân nói ra lần có mặt mũi, trên mặt nhiều hơn rất nhiều tí dung, mà lại hắn cũng có thể yên tâm thoải mái nghe lão mụ nói phát mình ngày nhập một ngàn khối. Cấp một tự chế xương vỏ ngoài giáp tay video hết hạn đến nay tại B trạm đủ có tới một ngàn vạn phát ra lượng, liền là ban sơ gian hết tết mô hình cũng có hơn 500 vạn. Sắt thép thuẫn búa cùng thuẫn búa mô hình cũng có hơn 100 vạn tả hữu, thậm chí liên quan cái này ban sơ những cái kia thô rác thủ công video cũng nhiều mấy vạn đến mười mấy vạn khác nhau phát ra lượng dù là vẻn vẹn những này phát ra lượng mang tới video khích lệ thu nhập cũng tối thiểu có 5 vạn khối, chia cho 30 mỗi ngày cũng có hơn 1.000 tiếp cận 2.000 thu nhập. Đây chỉ là làm một cú, hiện tại nhiệt độ hạ sau tăng trưởng đã khôi phục bình thường, nhưng tăng trưởng chú ý nhân số lại là thực sự, có 120 vạn fan hâm mộ cơ số đặt cơ sở, đến tiếp sau dù là lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà lại lâm ngữ tin tưởng đây tuyệt đối không phải là của mình đỉnh phong, có thăng cấp dị năng, phía sau hắn chế ra video sẽ chỉ càng ngày càng tốt, không có khả năng có hết thời phong hiểm. Đương nhiên, tiền tài thu nhập vẫn chỉ là tiếp theo, chủ yếu vẫn là lần này ngoài ý muốn, nóng nảy, mang đến điểm kinh nghiệm thu nhập. Khí động thức xương vỏ ngoài quyền sáo. Đẳng cấp LV2, 94865-1000. Giới thiệu vắn tắt, khí động thức xương vỏ ngoài quyền sáo, phí tổn khá thấp, kết cấu đơn giản, dễ dàng sửa chữa, nhưng cũng không tính độ trên lệch, lại cử giật năng lực cùng năng lực bay liên tục khá thấp. Đánh giá, pháo hôi giá rẻ chế thức trang bị, trước khi chết xin tận lực để địch nhân của ngươi nếm thử sắc thép trọng quyền tư vị khí động thức xương võ ngoài quyền sáo nguyên bản còn thừa lại hơn 1.500 điểm kinh nghiệm, mặt khác trước đó hắn còn có cái không lớn không nhỏ phát hiện, đó chính là chế phục gầy còng trung niên nhân ngay lúc đó hiện trường cũng là có điểm kinh nghiệm tăng trưởng, mình cái này dị năng cũng không phải là vẻn vẹn vẻ cực hạn tại video, video chỉ là một loại để càng nhiều người xem đến thủ đoạn mà thôi. Trên thực tế lúc ấy hiện trường thu thập kinh nghiệm hiệu suất ngược lại cao hơn, bởi vì trở về hắn liền phát hiện mình quyền sáo nhiều hơn mấy trăm điểm kinh nghiệm, phải biết khi đó, xương vỏ ngoài đại chiến giặc cướp video nhưng còn không có bị truyền đến trên Internet đi, nguyên vốn đã hướng tới ổn định video cũng không có khả năng mang đến như vậy đột ngột tăng trưởng biên độ. Chỉ là cái này mấy trăm điểm kinh nghiệm tương đối lần thu hoạch này đầu to tới nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, quyền sáo mô hình cung cấp một quyền sáo video cộng lại tiếp cận hơn 1.500 vạn phát ra lượng mang đến cho hắn trọn vẹn không điểm điểm kinh nghiệm. Tổng kinh nghiệm 9 vạn 4,865 điểm, mà quyền sáo tăng 3 cấp cũng mới bất quá chỉ là một vạn điểm mà thôi đồng thời dựa theo trước mấy cấp cấp 10 tăng phút đến xem, cấp 4 hẳn là cũng chỉ cần 10 vạn điểm, có thể nói chỉ có cách xa một bước. Bất quá lâm ngữ tạm thời nhưng không có lựa chọn đi thăng cấp, khí động quyền 6 hắn còn không nghiên cứu triệt để, xi lanh kết cấu còn tốt, nhưng kia thể cảm giác khống chế cánh tay máy bao tay lót lại cực kỳ phức tạp, càng về sau thăng cấp quyền 6 khẳng định càng phức tạp, đến lúc đó liền thật hoàn toàn nhìn không rõ. Khó được có tốt như vậy học tập tài liệu, nội tâm có chút có một chút giả tâm hắn cuối cùng vẫn đem thăng cấp dục vọng cho đè ép xuống, dù sao quyền sáo có thể tùy thân mang theo, thăng cấp cũng chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, thật muốn dùng đến thời điểm lại đến lúc tăng lên cũng không có gì. Về phần thuẫn búa, cân nhắc đến mình đã một tuần không có ở bê trạm đổi mới video, hắn vào hôm nay ngược lại là dành thời gian thăng cấp một chút, chuẩn bị lần nữa quay cái video truyền đi lên. Máy móc thuẫn búa Đẳng cấp LV3, 3951, 5000 Giới thiệu vắng tắt, từ đặc thù kim loại đúc thành hung khí, cực độ nặng nề, cực độ sắc bén, đồng thời lợi dụng khoa kỹ thấp xuống người sử dụng gánh vác. Đánh giá, khoa học kỹ thuật không phải vạn năng, nó chỉ vẫn như cũ chỉ thuộc về chân chính dũng giả. Thuẫn búa mô hình mới tăng hơn 80 vạn phát ra lượng, sắt thép thuẫn búa càng là tăng lên hơn 100 vạn, hợp kim thuẫn búa là bởi vì cơ bản chỉ là chất liệu cải biến bởi vậy không chút làm video, vụn vặt lẻ tẻ xuống tới tổng kinh nghiệm có 8.951, bị hắn bỏ ra 5.000 điểm lên tới cấp 3. Về phần cấp 3 thuẫn búa hiệu quả nha, Lâm Ngữ chỉ có thể dở khóc dở cười dùng một câu khả năng có chút mâu thuẫn lời nói tới nói, đó chính là biến nặng, cũng thay đổi nhẹ. Cấp 3 thuẫn bố lại đổi một loại chất liệu, tính bền dẻo độ cứng những kiểm tra này không được, nhưng trọng lượng lại lần nữa tăng lên một điểm, trừ cái đó ra cơ sở vẽ ngoài trên biến hóa không lớn, chủ yếu tập trung vào trên tấm trắng. Bất quá có vẻ như thuẫn bố mỗi lần thăng cấp biến hóa đại bộ phận cũng đều là tấm trắng, tấm trắng cấp một thời điểm nhiều trượt rảnh, cấp 2 thời điểm nhiều để hai bên sắc bén vùng ven bắn ra mở rộng kết cấu, cấp 3 thì ở phía dưới tấm trắng có thêm một cái tiếp cận một chưởng dày mâm tròn cùng ở phía dưới tăng thêm cái tạ phối nặng phiến giống như. Cái này tạ phiến dán chặt lấy phía dưới tấm trắng, cùng nguyên bản dùng để khảm bộ đại kiếm hình chữ nhật hộp kiếm dưới đáy kết hợp lại cùng nhau, bên trong tựa hồ nhiều mốt cùng pin loại hình linh kiện, thông qua nắm chắc tấm trắng trên lan can nút bấm hay là thuẫn hình búa thái thủ chui trên nút bấm là có thể khống chế tạ phiến xoay tròn cùng dừng lại, đồng thời xoay chuyển rất nhanh. Nhưng cái này có làm được cái gì? Vừa lúc bắt đầu cả người hắn đều là một mặt mộng bức. Cái mâm tròn này là bình lấy khảm nạm ở phía dưới tấm trắng, nói khi cưa điện đi nó lại không răng cưa, mà lại không chừng không cưa đến người khác ngược lại trước cưa đến mình, nói khi cánh quạt đi, cái này tự hồ cũng cũng không có cái gì trứng dùng. Chẳng lẽ lại là chỉ cần ta xoay chuyển đầy đủ nhanh, trọng lực liền đuổi không kịp mình. Tuân theo dũng cảm nếm thử nguyên tắc, lâm ngữ thí nghiệm một chút, kết quả. Thật đúng là mẹ nó là. Vô luận là chia tách kiếm thuẫn hình thái vẫn là tổ hợp thuẫn hình búa thái, chỉ muốn cái mâm tròn này cao tốc chuyển động liền có thể giảm xuống trọng lượng. Nhưng rất xuống không phải tấm chắn hoặc thuẫn búa bản thân trọng lượng, mà là một loại triệt tiêu trọng lực cảm giác nó không có cái gì trên nắm cường độ lại có thể giảm xuống hạ xuống cường độ để lâm ngữ miễn cưỡng có thể đem nâng lên đặc biệt là lập tức lấy bất động thời điểm loại cảm giác này càng thêm rõ ràng phi thường dùng ít sức cốt a cũng chỉ là so ra mà nó dùng ít sức miễn cưỡng dơ lên đùa nghịch hai lần không có vấn đề nhưng dùng để chiến đấu lại không thực tế mà lại đùa nghịch thời điểm còn muốn kiềm chế một chút để phòng kia cao tốc chuyển động mâm tròn đem mình cho cuốn vào lấy mâm tròn kia chuyển động tốc độ tùy tiện sát một chút cũng là một trận huyết án mặt khác loại này trọng lực triệt tiêu không chỉ có là nâng lên thời điểm liền ngay cả bổ xuống lúc cũng giống vậy chém vào thời điểm trở nên phi thường phí sức có vẻ như chính xác sử dụng phương thức là tại chém vào thời điểm thông qua nút bấm trước đem bàn quay phanh lại sau đó lại mượn nhờ thuận búa bản thân trọng lượng tăng cường chém vào lực đạo dù sao theo lâm ngữ thật phiền toái cũng rất hắc khoa kỹ chương 39, chúng trù sáng tác đã thăng cấp dị năng nói có thể giảm xuống trọng lượng khi chức năng này hiển nhiên không có tâm bệnh có thể hỏi đề liền đến cái đồ chơi này thêm cái bàn quay sao thế liền có thể giảm xuống trọng lượng rồi thật chẳng lẽ là huyền học xoay chuyển rất nhanh trọng lực liền đuổi không kịp lâm ngữ một thân một mình tại phòng ngủ ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm máy móc thuẫn búa nhìn hồi lâu cảm giác mình lại quay một cái thủ công video kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại như thế hợp lý cô 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 lý do phan hâm mộ sẽ lý giải a hẳn là thân là năm xưa lão bồ câu tin lâm ngữ yên lặng vì chính mình tiếp tục quyệt canh hành vi tìm cái bản thân an ủi lý do đây cũng không phải là ta không đổi mới mà là bất khả kháng nhân tố không thể trách ta a à, chờ một chút ta không hiểu không có nghĩa là người khác không hiểu a à, có câu nói không phải nói từ xưa mưa đạn ra đại thần sao văn học mạng có thể chúng trù viết sách ta cũng tới cái chúng trù làm video há không mỹ quá thay đang chuẩn bị từ bỏ lâm ngữ đột nhiên linh cơ khẽ động quay một cái ngắn mũi biểu thị máy móc thuẫn búa video ngắn đồng thời tại b trạm phát đầu động thái đồng thời phối văn video báo trước chỉ cần ta xoay chuyển rất nhanh trọng lực liền đuổi không kịp ta người đều có muốn biểu hiện đều sẽ nguyện ý dương phát hiện mình, mà trên Internet cũng chưa từng mệt các ngành các nghề nhân sĩ chuyên nghiệp, bởi vậy từng cái có được xã giao công năng bình đài đều sẽ lưu lại một trong một ít tương tự ngành, từ xưa mưa đạn ra nhân tài, từ xưa cột ba ra nhân tài các loại, nói liền là những này sách rộng rãi dân mạng giải đáp nghi vấn giải hoặc vĩ đại tồn tại. Bởi vậy chính hắn không hiểu không quan hệ, chỉ cần không thoát ly hiện đại khoa học kỹ thuật lý giải phạm trù, chắc chắn sẽ có người nhảy ra cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, đến lúc đó chỉ cần đem những đại lão này ngôn luận tập hợp chỉnh lý, một cái ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chúng trù video liền ra, quả thực đắc ý. Phát cái động thái lâm ngữ cũng liền không lại đi quản, đem máy móc thuẫn búa một lần nữa khóa vào trong tủ treo quần áo, vùi đầu tiếp tục trốn ở phòng ngủ chơi đùa từ bản thân mạnh nhất học bá hệ thống. Hắn mặc dù là cái học cặn bã, nhưng cùng hứa triều dương những này bởi vì phục tùng phân phối mà tiến vào trường hải chức viện tin tức hệ khổ bức khác biệt, hắn ban đầu là chủ động báo cái hệ này. Lập trình đây cũng là hắn duy nhất có thể cầm ra một cái sở trường, lúc còn rất nhỏ hắn liền thích vô cùng cái này, đồng thời tự nhận là vẫn có chút thiên phú, cấp 2, cấp 3 thời điểm liền bắt đầu tự học một chút lập trình ngôn ngữ, vẫn là không có bất kỳ người nào dạy, cứ thế mà ông chuyên nghiệp thư tịch cầm, thậm chí còn tìm ra qua một bản lập trình ngôn ngữ sách sai lầm. Đã như vậy, theo lý mà nói hắn tại tin tức này hệ không tính là học bá, nhưng cũng tuyệt đối tính không được học cạn bã, tại sao lại lưu lạc thành bây giờ loại này học cặn bã bên trong học cạn bã đâu? Kỳ thật cũng đơn giản, trách chỉ có thể trách hắn trời sinh quá ái quốc, ái quốc đến trời sinh cùng anh ngữ cách biệt vô luận là học ngôn ngữ C vẫn là C loại hình, hắn chỉ dựa vào đọc sách liền có thể học hiểu, nhưng cách một đoạn thời gian liền xem không hiểu mật mã, cuối cùng học hội chỉ có lập trình tư duy, ngẫu nhiên mới dùng một cái tiếng trung lập trình phần mềm viết điểm vật nhỏ trò chuyện lấy tự tiêu khiển. Lúc trước khi danh trường hải chức viện tin tức hệ, chưa chắc cũng không phải nghĩ đến ở phương diện này lại cố gắng một chút, lên đại học trước cũng các loại ảo tưởng sau này mình sẽ bao nhiêu ngưu bức, nhưng mà hiện thực lại cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Học tập hoàn cảnh cùng học tập không khí đối người ảnh hưởng là phi thường to lớn, đặc biệt là đối với hắn loại này năng lực tự kiềm chế vốn cũng không mạnh học cặn bã mà nói càng là trí mạng, lên đại học nửa trước năm còn tốt, nhưng theo nửa năm sau lão sư buông lỏng quản thúc tăng thêm đồng học bạn cùng phòng ảnh hưởng. Cứ như vậy, cao trung là lão sư đè ép học, đại học lại là cần học sinh tự giác chủ động học, không thích ứng được loại chuyển biến này, cho dù thiên phú thật rất lợi hại, cuối cùng cũng chỉ có thể phai mờ tại đám người lập trình ngôn ngữ hắn hiện tại miễn cưỡng sẽ còn chỉ có một loại tiểu chúng tiếng trung lập trình nhưng lần này dùng tiếng trung lập trình hiển nhiên là không được hắn dự định để mạnh nhất học bá hệ thống tại điện thoại hệ điều hành android trên vận hành cần dùng java ngôn ngữ viết bởi vậy không thể không lại bắt đầu một lần nữa nhặt lên những vật này vừa hướng chiếu công cụ tìm kiếm vừa bắt đầu chật vật gõ mật mã biết nói sao viết lại bởi vì ngôn ngữ không thông không viết ra được đến há lại chỉ có từng đó là một cái biệt khuất có thể nói một bên viết còn muốn vừa hướng chiếu công cụ tìm kiếm phiên dịch, tiến độ quả thực chậm làm cho người khác giận sôi, một cái cà chua chung làm một tuần mới miễn cưỡng lấy ra. May mắn theo dần dần quen thuộc mật mã, cái tốc độ này cũng bắt đầu tăng nhanh, dù là cuối cùng bị giới hạn ái quốc thể chất sẽ còn lãng quên, chí ít mỗi ngày gõ mật mã trong khoảng thời gian này sẽ không. 6 giờ rồi. Nhìn xem có hay không mưa đạn đại thần, sớm một chút quay xong đi sớm một chút. Lại vùi đầu bận rộn hồi lâu, đem giản dị hệ thống tăng cấp gõ ra cái hình thức ban đầu về sau, Lâm Ngữ cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy duỗi lưng một cái. Gần nhất một tuần thời gian có thể là vì cho công bố năng lượng tối triều tịch cùng anh hùng trực tiếp sự tình làm nền, ban ngành liên quan hạ đại lực khí, thế cục không chỉ có không có biến loạn, ngược lại dần dần lắng xuống, cuộc sống của đại đa số người cơ bản không bị đến bao lớn quái nhiễu, mà lại cha hắn cũng đã thức tỉnh dị năng, kỳ thật phương diện an toàn tạm thời đã không cần quá lo lắng bất quá cuối cùng vẫn là mỗi ngày trở về nhìn một chút an tâm một chút, mà lại các loại thăng cấp ra trang bị tại triều tịch chung đụng bạn cùng phòng trước mặt cũng không tốt giải thích, bởi vậy hắn cũng không một lần nữa chuyển về trường học ở, còn là mỗi ngày hai đầu chạy, ban ngày tại phòng ngủ gõ mật mã ngẫu nhiên lên lớp, ban đêm thì đón xe trở về ở. Chu Kiệt mấy người bọn hắn lại khôi phục cúp học lên mạng ngủ đồi phế thời gian, hiện tại cũng không có ở phòng ngủ, vừa vặn thừa cơ đem máy móc thuẫn búa video cho đánh ra tới. Dũi xong lưng mỏi, Lâm Ngữ lần nữa cầm điện thoại di động lên mở ra bê trạm áp, tìm ra mình trước đó phát động thái. Động thái cùng video ngắn không có mưa đạn công năng, nhưng lại có bình luận công năng, đối với hắn mục đích mà nói ngược lại là không tạo được ảnh hưởng gì. Hiện nay hắn chú ý nhân số chừng hơn 120 vạn, đồng thời phan hâm mộ sinh động độ cũng là phi thường cao, bởi vậy cái này trong khoảng thời gian ngắn liền đã góp nhặt gần hơn 2.000 bình luận. Rốt cục muốn đổi mới, chờ đến ta thật vất vả, ngươi cái này bồ câu tin. Tại sao là thuẫn búa, quyền sáo đâu? đã nói xong thăng tất bản quyền sáo video đâu. Chúng ta muốn nhìn ngươi đại chiến giặc cướp quyền sáo. Không muốn thuẫn bố a a a. Nhìn cái gì quyền sáo, ta muốn nhìn thẻ bài đại thúc. Vào mắt bình luận đại đa số đều là lấy phàn nàng hắn không đổi mới cùng thúc dục làm quyền sáo video làm chủ, bất quá đây cũng bình thường. Rốt cuộc hắn hiện tại cái này hơn 100 vạn fan hâm mộ đại đa số đều là bởi vì xương vỏ ngoài quyền sáo mới chú ý hắn. Mang tính lựa chọn bài trừ rơi những này lệch ra đề bình luận, Lâm Ngữ mới rốt cục thấy được một chút liên quan tới thuẫn bố nghiên cứu thảo luận. Cái gì ý tứ, thuẫn bố tăng thêm cái mâm tròn co như mới video. Lừa gạt quỷ đâu? Úp ngươi thay đổi, ngươi không phải ta biết cái kia hắc khoa kỹ dân kỹ thuật. Ngoà tào, đây mới thật sự là hát khoa kỹ có được hay không, nhìn video này ý tứ, thêm cái tạ phiến thuẫn bố liền biến nhẹ. Nguyên lý gì? Đây là Đà Loa Nghi trục quay, lượng chuyển động của góc bảo toàn mà thôi, phi thường khoa học. Đà Loa Nghi nguyên lý. Cái gì đồ chơi? con quay định trục tính, hỏi lại tự sát. Muốn ta nói khu động cái đồ chơi này pin mới thật sự là hắc khoa kỹ. 666, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, úp, ta cho là ngươi là dân kỹ thuật, kết quả ngươi nói cho ta ngươi nhưng thật ra là học bá. Lấy nhốt. Chương 40, tu binh đạo lưu bài poker, ợp sờ ba phan. Ừm. Lâm ngữ cũng nhẹ gật đầu. Cùng rất nhiều dân mạng bình thường, đối mấy cái bình luận đại thần trả lời không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hắn yên lặng móc ra trước đó lý giáo sư cho danh thiếp của mình, nhìn thoáng qua lại thả trở về. Nhìn bình luận đại thần nói đến cùng trò trẻ con, cảm giác gọi điện thoại tới hỏi hẳn là tặc dư mất mặt, vẫn là hỏi trước một chút Baidu đi. Mở ra công cụ tìm kiếm, yên lặng đưa vào lượng chuyển động của góc con quay định trục tính loại hình, Baidu không hổ là Baidu, quả nhiên có bách khoa giải thích. Thì ra là thế. Lâm ngữ mặt lộ vẻ giật mình, chữ quá nhiều, nhìn không được, cơ sở quá kém, xem không hiểu may mắn vạn năng dân mạng còn cử đi mấy cái ngay thẳng ví dụ xoay tròn con quay không ngã xe tự động tiến lên lúc không ngã các loại tóm lại miễn cưỡng có thể mơ hồ lý giải đi lâm ngữ cũng không xoắn suýt xuất ra thuẫn búa không đi động tấm chắn bên trong chi tiết kết cấu chỉ là đem dễ dàng tháo dỡ khối lớn bộ kiện tháo ra tổ hợp một chút lại thêm một đoạn biểu thị video một đoạn qua loa thủ công video liền hoàn thành lời bộc bạch cũng đơn giản giải thích phiền phức không khỏi các ngươi nói ta nước cảm thấy hứng thú mình bay đu hoặc là thỉnh giáo mưa đạn đại thần nếu có ý kiến. Có bản lĩnh ngươi thuận các mạng đến đánh ta nha. Đem video truyền đến bê trạm, bên ngoài đã bóng đêm dần dần dày, chỉ bất quá hứa triều dương mấy người bọn hắn vẫn không có trở về, xem ra không phải ở quán internet suốt đêm cũng là dự định chơi đến 11-12 điểm rồi. Nguyên bản còn dự định kéo mấy người bọn hắn làm lao động lâm ngữ đành phải thở dài, tìm mấy bộ y phục đem mấy móc thuẫn búa bao vây lại, ấp úng ấp úng kéo lấy hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Thuẫn búa một mực đặt ở ký túc xá cũng không phải chuyện gì, bởi vậy hắn dự định trước lấy về, đáng tiếc không thể kéo đến khổ lực hỗ trợ, chỉ có thể tự mình khổ bức kéo lấy đi, một đường kéo tới cửa trường học mệt mỏi gần chết, bao khỏa thuẫn bố quần áo đều mài ra cái lỗ lớn. May mắn bây giờ hắn tài đại khí thô, bê trạm hôm qua khai thông tiền thù lao sinh, qua mấy ngày đại khái liền có thể phát hạ đến, đến lúc đó liền biểu thị chân chính bắt đầu kinh tế độc lập. Đến ở hiện tại nha. Gần nhất những ngày này hắn vẫn là tìm phụ mẫu muốn cuối cùng một bút tiền sinh hoạt, rốt cuộc hắn tiền tiết kiệm làm thuẫn búa liền đã tiêu không sai biệt lắm, còn ngược lại thiếu dắt ma một bút, còn lại ăn mì tôm miễn cưỡng đủ, mỗi ngày thường ngồi taxi là không thể nào. Dù sao qua mấy ngày liền có hết mấy vạn nhập trướng, còn lại những cái này sinh hoạt phí cũng không có gì có thế tỉnh, bởi vậy hắn đến cửa trường học liền hào khí kêu chiếc lưới ướt chừng xe. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này thứ gì, nặng như vậy, nguyên bản ta còn tưởng rằng là guitar đâu. Lái xe giúp đỡ lâm ngữ đem máy móc thuẫn búa dơ lên nhét vào chỗ ngồi phía sau, thở hào hỉnh hiếu kỳ hỏi một tiếng. Mô phỏng chân thật cốt play đạo cụ, thuần kim loại, cho nên có chút nặng. Lâm Ngữ nhếch nhếch miệng. Úc, dạng này a, à, cháu gái ta cũng thích chơi những này, nói cái gì chụp chết Preston, cả ngày ăn mặc cổ quái kỳ lạ, cầm đao nhựa kiếm loạn vung, ngươi cái này kim loại không rẻ a. À. Làm động đậy. Lái xe vừa nói, một bên ngồi trở lại vị trí lái thuần thục chuyến xuất phát cất bước. Cho thuê lái xe đều là có tiếng có thể tán gẫu, gặp được nguyện ý nói tiếp khách hàng đều thích trò chuyện vài câu, một là giải buồn, hai cũng là vì lưu cái ấn tượng tốt, đặc biệt là đối với bây giờ lưới ước chừng xe lái xe mà nói, Ngũ Tinh khen ngợi vẫn là rất trọng yếu, cầm không được. Lúc trước định tố thời điểm không nghĩ nhiều như vậy, không phải sao? Hiện tại chỉ có thể thả lại nhà hít bụi. Lâm Ngữ cười cười, cả ngày một người buồn bực hắn cũng vui vẻ cùng lái xe trò chuyện vài câu, câu được câu không nói chuyện tào lao lấy cực kỳ nhanh liền trở về trong nhà. Trở về à nha? Nhanh đi đem đồ vật thả một chút, đợi lát nữa đến rửa chén ăn cơm. Vào cửa, tiếng mở cửa kinh động đến ngay tại xào rau Lâm Mẫu, bận biệu bên trong tranh thủ thời gian một bên lật xào lấy cái nồi một bên hô một tiếng. Về phần lão Ba Lâm Tiếng thì là ở phòng khách đối để Lâm Ngữ đặc biệt bán phi tiêu bia ném kim loại bài poker, không ở phát ra đống 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 thanh âm. Được rồi, lập tức tới ngay. Lâm Ngữ lên tiếng. Trở lại phòng ngủ tiện tay đem máy móc thuẫn búa cùng túi sách ném, sau đó chạy đến phòng bếp rửa chén cầm đũa. Cha, chớ luyện, ăn cơm. Đem bát đũa tại trên bàn cơm dọn xong, Lâm Ngữ mới hướng Lâm Tiếng hô một tiếng. Nhà hắn là điển hình truyền thống gia đình, nam chủ ngoại nữ chủ nội mà lại lão ba lâm tiến cũng là điển hình đại nam tử chủ nghĩa người đang nghe lâm ngữ nói gần nhất trung chuyển về sau mặc dù hắn ngoài miệng không nói nhưng vị này trụ cục dưới đáy lòng vẫn còn có chút áp lực gần nhất không làm gì nhàn liền là yên lặng rèn luyện năng lực của mình thuận tiện nhất lên kim loại bài poker cũng nhờ vào lâm ngữ đầu tuần ngoài ý muốn nóng nảy từ đó thăng lên một cấp tu binh đạo lưu bài poker đẳng cấp lv hai tám trăm bốn mươi hai một nghìn không giới thiệu vắng tắt áp dụng tu binh tăng ép cùng khí lưu dẫn đạo chế tạo đặc thù bài poker đánh giá, tốc độ đã lực lượng, tinh công nghệ thuật. Mới thăng cấp bài poker lâm ngữ không có quay, thủ công, video, không phải là không muốn quay, mà là quay không được. Tu binh đạo lưu bài poker nguyên lý cũng không phức tạp, bài poker biên giới mở có đạo lưu rảnh, đồng thời bốn cái góc đều chứa siêu vi hình tu binh, bởi vậy bài poker phi hành trên đường khí lưu liền sẽ chảy ngược tiếng tu binh khu động tu binh hấp thụ càng nhiều khí lưu. Sau đó từ bốn cái đạo lưu rảnh tràn ra tăng cường bài poker xoay tròn tốc độ từ đó tăng cường tốc độ phi hành cùng cắt chém năng lực, vung ra bài poker lực lượng càng lớn, chảy ngược tiếng tua binh bên trong khí lưu cũng liền. Càng mạnh, tua binh đạo lưu bài poker tốc độ phi hành cùng các chém năng lực cũng sẽ càng mạnh. Nghe rất đơn giản, nhưng chính như vật phẩm đánh giá bình thường, đây là tinh công nghệ thuật. Tua binh đạo lưu bài poker độ dày so trước kia hơi tăng lên một điểm, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có một tấm thẻ chi phiếu dày, bốn cái góc hiện ra tam giác bao bên cạnh bộ dáng so thẻ thân hơi dày, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua hai tấm thẻ chi phiếu độ dày. Nhưng chỉ có ngần ấy độ dày kim loại bài poker, biên giới lại mở đạo lưu rảnh, bốn cái góc càng là phân biệt nội trí một cái vi hình tua bin, cái này căn bản không phải thông thường gia công có thể làm ra, cầm tới về sau hắn ngay cả hủy đi cũng không biết từ chỗ nào tới tay, chớ nói chi là phá hủy lại lắp trở lại. Ngươi có biết hay không một cái gọi lâm hải? Người một nhà bình thản lại ấm áp ăn cơm nửa đường, lâm tiến đột nhiên hỏi. Lâm thúc. Cha, làm sao ngươi biết hắn? Lâm ngữ nghe vậy kinh ngạc. Hắn hôm nay tìm tới ta, nói để cho ta tham gia cái gì anh hùng trực tiếp kế hoạch. Lâm Tiến suy nghĩ chớp mắt, Bình Tĩnh nói, "Ta không hiểu nhiều những này, muốn nghe xem ý kiến của ngươi." Nghe được lão ba vậy mà lần đầu tiên trưng cầu ý kiến của mình, Lâm Ngữ lần nữa kinh ngạc chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần không tiếp nhận vụ kỳ thật liền cùng phổ thông làm trực tiếp ghi chép tiếp mục không sai biệt lắm, mà lại đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém, đây là chuyện tốt." Nói xong lại cười hì hì nói, "Cha ngươi không xem như minh tinh, nhưng lần trở lại này cũng có thể hỗn cá siêu anh hùng cùng đại chủ truyền bá đương đương." vậy ngươi đến lúc đó giúp ta làm một chút ta không hiểu cái này lâm tiếng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa tuân theo thực bất ngôn tẩm bất ngữ nguyên tắc yên lặng bắt đầu ăn cơm